Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái công cụ, đó là công cụ chuyển hình. Để muốn vào cái công cụ này thì chúng ta sẽ bật một cái khổ giấy trước đã. Hôm nay là buổi cuối nhưng mà mọi người làm bài thì chúng ta vẫn giao lưu. Như này, đây chính là cái công cụ Blend Tool được ký hiệu là chữ V kép. Đây là một trong những cái công cụ mà trong cái phần AI nó sẽ tạo ra những cái màu sắc cho đối tượng cũng khá tốt. Ví dụ các bạn nhìn này, đầu tiên chúng ta sẽ bàn về cái cách dùng của nó, thì nó sẽ có những cái cách dùng sau, đó là nó có thể chuyển từ hình này sang hình khác. Thì tạm thời thầy sẽ vẽ một cái hình và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái màu, ví dụ như là chọn một cái màu xanh, các bạn nhìn màu xanh chưa? Sau đó thì thầy sẽ chọn một cái màu nó biến, có nghĩa là không có viền, được chưa? Bước 2, bạn sẽ copy là một phiên bản thứ hai và chúng ta sẽ chuyển từ một cái to đến một cái nhỏ. Được chưa? Đây là một cái to, một cái nhỏ. Chúng ta sẽ copy lần thứ hai ra, chúng ta sẽ chạy từ một cái đối tượng là từ to đến một cái hình opacity bằng 0. Có nghĩa là chạy từ rõ đến mờ. Hiểu cái này chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây là chúng ta sẽ copy thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ chạy từ một cái đối tượng màu này và chuyển sang một cái màu khác. Ví dụ bạn có thể chọn sang màu xanh lá cây. Nhìn đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái đối tượng nữa và chúng ta sẽ cầm vào đây và chúng ta có thể chuyển một cái đối tượng hình và xoay góc độ đi, có nghĩa là biến dạng về hình có thể là như thế này. Và chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng là cho nó thành hình tròn, có nghĩa là chuyển từ một hình tròn và vuông trở thành hình tròn. Nhìn không ạ? Đây là các thuộc tính của nó để mình dùng. Thì cái trường hợp đầu tiên là chúng ta sẽ quét qua đầu tiên và chúng ta chọn vào cách sử dụng bằng lệnh như sau, đó là chọn vào Object, chọn vào phần Blend và chọn vào Ctrl Alt B. Ctrl Alt B là nó sẽ tự nhận theo giá trị là chuyển từ hình 1 sang hình 2 cho các bạn luôn. Ấn vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ có chuyển hình. Nhìn không ạ? Ok. Và sau khi mà chúng ta có chuyển hình xong như này thì chúng ta sẽ điều khiển được cái khoảng, có nghĩa là chỉnh từ hình này chuyển sang hình này là bao nhiêu hình, thì cái này có thể chỉnh được bằng công cụ như sau. Ví dụ chúng ta tích đúp vào công cụ V kép là cách đầu tiên và mình hay dùng công cụ này như thế này bởi vì nó nhanh. Cách thứ hai, bạn sẽ chọn vào phần Object, bạn chọn vào phần Blend và chọn vào công cụ như sau. Chúng ta có Blend Option. Đây là cách thứ hai. Và cái cách này là một cái cách mà khi mà chúng ta đi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ sai được, bởi vì nó đi theo đúng đường dẫn. Các bạn nhớ nhá, nhìn này chưa? Vậy thì cũng tương tự như vậy, mình tích đúp vào đây thì cũng tương tự như vậy. Xong chưa? Rồi, ấn vào Preview và bây giờ mình sẽ sổ xuống. Nào các bạn nhìn này, vậy thì sau khi mà sổ xuống thì ở đây nó có chuyển từ màu này sang màu kia. Chuyển thứ hai là theo số lượng thì mình sẽ chọn theo số lượng, mình sẽ ấn vào đây là 14. Mình lăn cái chuột đi một tí thì các bạn sẽ thấy nó ít dần. Có nhìn không ạ? Ít hay nhiều là tùy thuộc vào mình. Nhiều nên thì mình ấn như này, ít đi thì mình sẽ như này. Đó, được chưa? Rồi, trường hợp đầu tiên mình đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ quét qua trường hợp thứ hai là chuyển từ một hình rõ chuyển sang hình mờ. Chúng ta ấn vào lệnh Ctrl Alt B, chúng ta cũng chuyển từ hình rõ đến hình mờ được. Và tất nhiên là cái chiêu thức này thì chúng ta lại tích nút vào công cụ V kép và chúng ta lại tích xuống đây và chọn theo số lượng thì câu chuyện của chúng ta nó sẽ nằm như này. Ok, cũng tương tự. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển từ màu này sang màu kia. Alt Ctrl B thì các bạn có nhìn thấy chuyển màu không ạ? Nó có thể chuyển được màu cho các bạn được. Và tất nhiên chúng ta lại tích nút vào công cụ V kép và chúng ta có thể điều chỉnh số lượng của nó bằng cách nào đây. Nó nhiều quá, chúng ta sẽ ghi là 10 thôi. Được chưa? Rồi tiếp theo, người ta có thể chuyển từ hình này sang hình kia được không? Chúng ta sẽ ấn vào lệnh Alt Ctrl B. Thì bạn có nhìn thấy nó chuyển từ hình này sang hình kia được không ạ? Vậy thì tôi đã đưa cho các bạn các trạng thái của công cụ Blend để chúng ta có thể ứng dụng được. Thì bạn nhìn này, tôi tích đúp vào công cụ này một cái và tôi sổ xuống, tôi chọn vào đây. Nhìn không ạ? Tôi gõ vào đây là 10. Có nhìn không ạ? Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta đã hiểu thuộc tính của nó rồi, thì công việc đầu tiên là để tạo ra cái background ứng dụng. Chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai. Ở cách ứng dụng thì tôi sẽ làm ra một cái biểu tượng cho các bạn xem. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng nền.
Ở trên cái phần nền thiết kế này thì tôi sẽ chọn một cái giải pháp như sau, là tôi sẽ chọn vào một cái màu gradient. Trong phần gradient thì tôi sẽ tích đúc vào đây và tôi sẽ chọn đầu tiên là màu xanh, và bên này thì tôi sẽ chuyển sang đó là màu hồng. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ chọn cái phương thức là cái hướng của gradient bằng cách nào, thì chúng ta chọn vào phím G và chúng ta kéo từ trái qua phải, chéo nhảy và sẽ như này. Và bắt đầu sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ trang trí cho một cái thiệp, người ta gọi là thiệp mời. Chúng ta sẽ chọn vào đây, và trong quy trình khi vẽ thì mình xác định là cái này nó đẹp luôn, nên chính vậy mà mình sẽ chọn vào nó và chọn vào cái hình đầu tiên là hình tròn, hiểu không? Nào, sau khi làm xong tôi sẽ copy cái hình này lần thứ hai và tôi thu nhỏ lại, nhỏ xíu, nhìn nhỏ xíu ạ. Và các bạn có thể phóng to đi nữa, và bạn có thể phóng to đi nữa và nó nhỏ như này, và chúng ta sẽ chọn vào 0%. Và tất nhiên là 0% thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn được đối tượng rồi, đúng không ạ? Bạn nhìn lên chưa? Đối tượng chúng ta quét qua nó chỉ là một chấm nhỏ này. Và để muốn chọn được cả hai đối tượng này, tôi sẽ quét qua cả hai đối tượng và tôi sẽ giữ shift loại trừ cái biểu tượng background đi, và chúng ta thực hiện lệnh là Ctrl Alt B, nhìn đúng không ạ? Với cái Ctrl Alt B này thì chúng ta sẽ tích đúc vào công cụ V kép và chúng ta sổ xuống thuộc tính của chúng ta sẽ nằm ở đây, và tôi sẽ nâng cái chuột đi để nó giảm cái tải cái này nhỉ, nhìn đúng không ạ? Ok, sau khi đã làm xong Tuấn ok vào đây, và tôi sẽ có được thuộc tính tiếp theo, tôi sẽ copy xuống một tí nữa và Ctrl D. Bạn nhìn nhá. Và sau khi làm xong thì tôi copy toàn bộ tất cả những đối tượng giữ shift tôi kích vào đây, thì các bạn có thể đây là trang trí cho một cái background liên quan đến nhạc, liên quan đến những cái giấy mời, bạn có thể làm được như này. Và tất nhiên là trong quy trình khi làm thì bạn cũng thể dùng cái chiêu thức mà chúng ta dùng hòa trộn, bởi vì chúng ta biết tính năng hòa trộn này thì cái sản phẩm chúng ta mới ổn được. Ok, đây gọi là thiết kế là background cho giấy mời, và tất nhiên là bạn chỉ cần đánh một cái chữ giấy mời vào đây là xong rồi, đúng không ạ? Ok, sau khi chọn giấy mời xong tôi sẽ đặt vị trí này, và đây chính là một màu, ví dụ tôi chọn vào một màu hồng, và tất nhiên tôi sẽ pha tạp thêm một tí nữa, tôi sẽ đẩy thêm tông hồng như này, bạn nhìn nhá. Sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng đó là phần object, chọn vào text, chúng ta sẽ chọn vào đây, và tôi cho chọn một cái chữ in hoa để vào đây. Ở phông này các bạn có thể chọn là có chân hay không chân, thì chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta chọn vào UTM. Và sau khi chọn UTM xong thì chúng ta sẽ chọn vào đây, và tất nhiên là ấn xuống một vài lần nữa thì tự khắc chúng ta sẽ tạo ra những cái giấy mời nó như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, sau khi làm xong tôi tích vào đây một cái, thì do cái chữ giấy mời của chúng ta có những cái khoảng không về khoảng cách chữ nó đang có vấn đề, nên chúng ta sẽ nhớ lại bài cũ một tí, tôi tích vào đây một cái, giữ phím an đẩy sang trái nó sẽ sát lại, và cũng tương tự như vậy, giữ phím an tôi sẽ đẩy sang trái sát lại, và tích vào đây nữa tôi sẽ đẩy vào đây, thì tự khắc cái chữ nó sẽ tốt hơn, tôi tích vào đây đẩy sang này. Ok, tiếp theo chọn vào đây, tiếp theo chọn vào đây. Vậy thì cấu trúc của chữ giấy mời chúng ta đã làm hoàn thiện. Phần thứ hai tôi sẽ tích vào đây và tôi đánh là 2010 2020, và sau khi tôi chọn xong cái biểu tượng này thì tôi sẽ đặt trong biểu tượng là chọn vào UT, là phông này nó tròn trịa, và phần thứ hai này chúng ta cũng thể chọn nó bôn lên để nó dày lên, chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình này lại và chúng ta sẽ làm ra một biểu tượng đặt một cái dòng chữ có thể là như thế nào. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái màu. Chọn đối tượng này lên trên một tí. Ở đây cũng chỉ là một cái cách là xếp chữ cho nó an toàn thôi. Chúng ta chọn với đối tượng này và chúng ta đẩy lên thì chúng ta đã có một cái biểu tượng chữ theo hình chữ nhật. Mọi người nhìn này chưa? Cũng chỉ là cái cách người đầu là đặt vào thôi. Nhìn không? Ok, tôi đã làm xong cái phần này, và tất nhiên là để muốn kiếm một cái gì nó tưng bừng hay là cái gì đó thì bạn cũng phải tính toán. Ví dụ chúng ta chọn vào File và chúng ta chọn vào phần Plate. Lúc này chúng ta chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào OE, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn lên mỹ phẩm, tôi sẽ
kiếm một cái background nó có thể là hơi hơi nghệ sĩ như hành tí như vậy. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí cần quan tâm đến trận. Và sau khi đã làm xong được toàn bộ tính năng này thì chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta chọn vào cái phần overlay để cho nó có thể là như thế này. Và chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đối tượng đó và chúng ta sẽ loại trừ. Ok, cho xem trên tất cả và tôi sẽ đẩy sang trái. Phần thứ hai, sau khi làm xong với đối tượng xong thì các bạn cũng sử dụng một chiêu thức nữa là Ctrl G và copy thêm đối tượng nữa. Và tôi sẽ dùng chiêu thức như sau, nhìn này. Để muốn tạo ra chiều sâu cho một đối tượng về chữ, chúng ta sẽ dùng cái chiêu thức là Ctrl Shift O. Đây là một trong những chiêu thức mà tạo ra bóng đổ cho đối tượng chữ tốt nhất hiện tại bây giờ. Chúng ta sẽ đổ một cái màu đó là màu đen. Cách thứ hai, chúng ta giữ phím Command, chúng ta copy đối tượng này. Tôi có hai cái màu đen. Tôi chọn cái màu đen phía dưới và tôi chọn vào giá trị bằng 0. Thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn một cái chữ trên và một chữ dưới, tôi ấn vào Alt Ctrl B thì nó sẽ chuyển từ hình 1 sang hình 2. Nôi cho mọi người xem. Có nhìn nào ạ? Ok, sau khi đã làm xong đối tượng này thì tôi thấy là chuyển từ hình 1 sang hình 2 nó đang hơi cứng quá, nên tôi tích vào đúp vào cái công cụ V kép đó để làm sao tôi sẽ điều chỉnh cái cấp độ lại không bạn này, mà nó sẽ phải như thế này. Mọi người nhìn đúng không ạ? Ok. Và sau khi làm xong ngay thì các bạn yên tâm một điều rằng nó giống như một cái biểu tượng này, chúng ta có bóng đổ khi chiếu vào đấy ạ. Và tất nhiên đặt trên nền này thì nó sẽ không nổi bởi vì lý do nó đang là chuyển từ màu đen chuyển sang màu ghi rồi đến màu mất đi thì nó sẽ như này. Tất nhiên nhưng sau đó chúng ta lợi dụng cái giá trị đó là làm hòa trộn làm đậm ảnh thì bạn yên tâm một điều rằng nó có giá trị, nhìn không ạ? Ok. Và sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, tôi sẽ chọn vào đặt vị trí quan trọng của nó. Nhìn không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ cho xuống dưới một layer. Bạn sẽ dịch chuyển qua phải một tí nhé. Các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ dịch chuyển qua trái một tí. Ok. Thì các bạn nhìn này, với cái cách như này các bạn có thấy là tôi sẽ chọn ở đây, tôi thích đúp vào đây. Nhìn này, tôi cầm nhá. Trong quy tắc khi mà chúng ta làm cái biểu tượng như này này, em nhìn chưa? Khi chuyển này em muốn điều chỉnh cái bên này và bên này em được quyền là tích đúp vào thì em vẫn điều chỉnh được cái đối tượng 1 và đối tượng 2, nhìn không ạ? Ví dụ em chọn đối tượng 1 này em kéo giãn ra đây thì nó kéo giãn ra đây, có nghĩa là khi dùng công cụ blend rồi thì mình vẫn được quyền là tích đúp vào nó, điều chỉnh từng đối tượng mà mình mong muốn. Vậy thì cái này chúng ta cũng có thể làm được, bởi vì các bạn có thấy là đồng ý với tôi cái này không ạ? Tôi tích đúp vào đây thì có phải nó có cái trên cái dưới không? Tôi tích đúp vào đây và tôi kéo giãn cái này ra một tí thì giống như bóng đổ đen. Thì các bạn có thấy là lúc này tôi có một biểu tượng giấy mờ nhẹ không? Ok. Và sau khi tôi chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn một cái giải pháp, đó là opacity rơi tầm khoảng 68 để làm sao cho nó nhẹ nhàng đi một tí. Thì lúc này tôi đã có một cái chất theo cách của tôi, đó là cách như thế này. Các bạn nhiều hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi bạn đã làm xong được cái thuộc tính nữa rồi thì nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì em muốn nhàn một tí có được không? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ làm nhàn được bằng cách như sau. Chúng ta sẽ copy sang dạng số 2 và bắt đầu làm thuộc tính thứ hai. Đó là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng, đó là một cái hình tròn. Bởi vì lúc này tôi bảo là thầy ơi, em thấy rằng cái hình vuông nó cứng quá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ làm hình tròn. Với cái giá trị hình tròn này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu trắng và tôi sẽ copy cái đối tượng lên phía trên theo chiều dọc. Và tôi phóng to cái hình này lên và tôi sẽ thu nhỏ cái hình này lại. Rất là nhỏ và tôi sẽ chọn vào đây là 0. Thì lúc này các bạn có thấy là tôi đang ứng dụng cho bạn là dùng thuộc tính hoa không ạ? Ok, tôi sẽ copy cái giá trị này lên cho các bạn và thực hiện chiêu thức nó là Alt Ctrl B. Alt Ctrl B là tự khắc nó sẽ bắn hình sang nhau thôi. Mọi người còn nhớ cái biểu tượng cái hình vuông của tôi phải copy cái hình ô vuông là cứ hình 1 hình 2 xong rồi cứ dài ngoằng ngoằng, đôi lúc nó bị thừa ra ngoài không? Còn không, bây giờ không cần làm như vậy. Bạn chỉ cần copy hình 1 là hình vuông và hình cuối cùng là hình vuông, bạn chỉ cần chọn Alt Ctrl B là tự nối sang nhau. Và khoảng cách bao nhiêu thì đấy là việc của bạn, nó làm rất là đều luôn. Các bạn hiểu cái này chưa? Sau khi đã làm xong tôi tích đúp vào biểu tượng công cụ V kép đó thì tôi sẽ điều chỉnh cho nó bằng cách như sau. Tôi sổ xuống tôi chọn ở đây. Mình sẽ lăn chuột một tí, các bạn sẽ thấy không? Nó như thế này là tôi thấy là hài lòng rồi. Và sau khi đã làm xong biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ biến cái đối tượng công cụ blend này
trở thành một công cụ bút mà tôi đã được học cho bài trước, đó là pattern brush. Cái pattern là nó sẽ dùng một đối tượng để nó lặp lại. Vậy thì có phải nó sẽ lặp lại như này không em? Nó giống như này này, đây là một cái nét dài thì nó sẽ như này này. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì thay cho việc mà tôi phải làm copy nhiều nó thì tôi không làm nữa. Tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi sẽ biến đối tượng này trở thành công cụ brush bằng cách ấn vào brush. Nào các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã chọn xong cái này và chúng ta biến nó trở thành một cái công cụ brush, thì cái brush này là pattern brush, thì chúng ta sẽ nhàn nó rất nhiều. Chúng ta ấn vào đây một cái thì các bạn nhìn thấy cái brush của chúng ta là màu trắng này, chúng ta sẽ rất là khó nhìn ở phần này, nhưng không sao cả, chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ xuất hiện đây rồi. Ok, thì lúc này sau khi làm xong thì thầy chỉ cần chọn một cái giá trị là chúng ta vẽ một cái biểu tượng nét này, vẽ một cái nét dài từ trên xuống dưới. Nếu mà mọi người chưa nhìn được cái nét này là màu gì thì mọi người cứ tạm thời chọn cho nó một cái màu cho nó dễ nhìn nhá. Mọi người nhìn thấy cái màu chưa? Lúc này cái nét của chúng ta, vậy thì nếu tôi ấn vào cái công cụ brush vừa rồi đấy thì có phải ấn vào đây thì nó sẽ là chạy dọc như này không ạ? Nó cứ nhảy như này không ạ? Tôi sẽ ấn vào đây cho các bạn xem. Đó, được rồi. Và sau khi làm xong tôi sẽ đẩy vào đây. Các bạn có thấy là nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều và làm rất là nhanh. Cái vấn đề nó làm nhanh và nó đẹp hơn rất là nhiều. Và phần thứ hai, cái này nó còn rất là chủ động trong cái vấn đề là tại vì nó là nét nên là bạn có thể được quyền chọn là nét to hay nét nhỏ. Ví dụ tôi chọn vào giá trị là đây là 0.5 thì bạn sẽ thấy nó nhỏ thôi. Nếu mà tôi chọn vào đây là 0.75 thì nét lại to lên. Thì như vậy thì cái trang trí của chúng ta sẽ rất là đẹp. Đồng ý không? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi cũng dùng cái giá trị hòa trộn để cho nó đẹp hơn. Đây cũng là một cái cách thức dùng phím O. Chúng ta đảo ngược vị trí này lại để lấy độ đậm. Hiểu cái phần này chưa đã? Ok, chọn được số 1 nhá. Có nhìn không ạ? Phần thứ hai, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta quay ngược dòng thời gian một tí để quay trở về với cái gọi là làm cho cái bánh ngọt. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ như sau. Đây, chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta quét qua và chúng ta sẽ chọn vào đây. Cái đối tượng này thì chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp, đó là gradient theo kiểu màu cam. Và cái phần này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào giải pháp đó là gradient theo hình tròn. Tôi cầm đối tượng này, tôi cầm đối tượng này và mất đi. Tôi chọn là phím G và tôi đặt vào vị trí ở giữa. Cái gì đây? Tự nhiên là sao này mất này. Ok, chọn ở đây. Chúng ta chọn vào màu đen thì cho nó dễ. Ok, chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn một cái màu cam đậm. Màu này tôi sẽ để là một màu sáng. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ chọn phím G, chúng ta kéo vào đây. Là sao? Ok, thế được rồi. Tiếp theo. Các bạn nhìn này, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp và chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Và chúng ta sẽ chọn đến một cái bánh ngọt. Chúng ta có thể chọn vào UE, chọn vào biểu tượng như sau. Tôi sẽ kiếm một cái bánh và tôi sẽ cầm và tôi kéo vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái miếng bánh tôi sẽ nằm ở vị trí này. Và tất nhiên là phóng to thu nhỏ nó sẽ rất là được. Xong chưa? Sau khi làm xong bạn chỉ cần vẽ cho tôi một cái hình tròn vào đây thôi. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác vừa rồi tạo ra cái bút lan tỏa này. Em nhìn nhá. Thì cái này nó tạo ra những cái tia mặt trời thì nhìn rất là dễ chịu. Các bạn có thể quảng cáo cho Fanta rất là tốt luôn. Chúng ta chọn vào 0.5 thì cái hình nó bé lại. Nhưng cái bé lại thì cái nét của nó lại đẹp hơn, thì tôi sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Làm mất màu đối tượng đi và chỉ để nét thôi. Và bắt đầu cho đối tượng này xuống dưới. Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Chọn 1, chọn 2, cho xuống dưới tất cả. Mọi người nhìn thấy không? Và tất nhiên là để muốn làm cái đối tượng này thì chúng ta sẽ làm sao chọn vào đối tượng đó và chọn vào hình thức overlay. Thì các bạn sẽ thấy màu nó khá là tươi, nhìn không ạ? Nhìn rất là dễ chịu. Và tất nhiên chúng ta sẽ đặt một cái là ví dụ như tươi mát chẳng hạn. Chúng ta đánh chữ in hoa nhé các bạn nhé. Ok. Chúng ta sẽ copy một cái nữa là chúng ta sẽ ghi sảng khoái, ví dụ như này.
Sau khi làm xong, các bạn hãy chọn cho tôi giải pháp, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào đây. Hai cái phông chữ này tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau, đó là tạo ra độ xô lệch cho nó. Nhìn đây, cái này là một trong những phương pháp mà bạn sẽ làm này. Đó, bạn cầm bạn kéo này, và sau khi tôi chọn xong này thì tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ thu nhỏ lại một tí. Đấy, làm cách làm có thể là như này. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn, đây là một màu, các bạn có thể chọn một cho tôi một cái màu, đó là màu trắng. Sau khi làm xong bạn chọn vào đây, Ctrl G. Chúng ta chọn vào Ctrl C và Ctrl B, tôi sẽ copy xuống dưới một tí nữa. Và cái màu này bạn sẽ chọn cho tôi màu cam đậm. Và tất nhiên hòa trộn cho tôi một giá trị multi thì bạn sẽ thấy nó đậm màu lại, đúng không ạ? Cái này nếu mà các bạn chưa thấy đủ độ đậm thì bạn có thể chỉnh thêm độ nữa nha nhầy. Và chúng ta sẽ ghép đối tượng này nha, được chưa? Sau khi đã làm xong, tiếp theo một độ nữa thì tôi sẽ chọn vào đối tượng tiếp theo, cách trên cùng, nhìn các bạn, Ctrl C và Ctrl B. Chúng ta sẽ thu nhỏ xuống dưới, chọn vào đây, nhìn nào, cho xuống dưới một đối tượng. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái màu sáng của chúng ta. Đây ạ. Thì đây cũng là một cái chiêu thức để các bạn tạo ra những tín hiệu về chữ. Đây là một cách. Cách thứ hai các bạn có thể bỏ qua. Chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức như sau, nó là tạo ra bờ viền cho đối tượng này bằng Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là biến toàn bộ tất cả những đối tượng này thành đối tượng rời. Và phần thứ hai, và convert nó trở thành đối tượng thường, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng theo thao tác là dùng Shift F7 để cắt dao nó lại. Thì các bạn nhìn thấy phần là Pathfinder thì chúng ta sẽ ấn vào đây thì nó sẽ cắt dao lại. Phần thứ hai, sau khi cắt dao xong thì bắt đầu chúng ta sử dụng tiêu chí là làm cái offset. Tôi sẽ chọn vào object, tôi chọn vào path và tôi chọn vào offset path, thì tự khắc cái đối tượng viền này của tôi sẽ to ra, nhìn không? Nó sẽ to viền đều nhau, tôi sẽ thu nhỏ xuống. Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Sau khi làm xong thì tôi ấn OK thì tôi đã tạo ra một cái viền này. Bắt đầu tôi sẽ dùng công cụ Shift F7 và lại cắt dao thêm một lần nữa, thì các bạn sẽ thấy nó hợp thành một chưa? Và cái miếng hình này của chúng ta sẽ có một cái giá trị là tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi đặt vào đúng vị trí của chữ đó, là cho xuống dưới một đối tượng. Mọi người có nhìn thấy cái chữ của tôi đang là màu trắng viền xung quanh này không ạ? Chúng ta ấn vào Shift X thì tự khắc nó sẽ trở thành viền cho mọi người. Nhìn chữ thành viền không ạ? Tại vì tại sao tôi phải làm to nó đều nhau để tạo ra những cái tính chất giống như chữ mà chúng ta ăn cho thấy giới trẻ đấy, cho một cái thằng nhảy múa trên đây, nó là OK, chọn vào đây này. Nhìn này, cái nét này chúng ta được quyền chọn vào chốc và chọn vào đây đều gọi là nét đứt. Chúng ta chọn vào số 2 hoặc số 3, tự khắc các bạn sẽ có được điều mà các bạn mong muốn. Đấy, đây cũng là chỉ là một cái cách người ta tạo ra những cái tín hiệu về chữ cho một đối tượng thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn nếu mà các bạn có thấy là hơi lăn tăn trong cái chuyện mà thầy ơi, em thấy rằng là cái bóng đổ của nó đang hơi bị cứng quá và em không muốn là cứng nhai, thì OK, vậy thì chúng ta khóa cái trên lại bằng Ctrl 2. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng dưới, nhìn vào đối tượng dưới chưa? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur, thì cái đối tượng bóng của chúng ta sẽ nhòe ra và tất nhiên là cái chữ chúng ta sẽ mềm mại hơn. Bạn sẽ nhìn được điều này thôi ạ, nhìn nhé. OK, đây cũng chỉ là cái cách thức mà người ta làm thôi. Mọi người có nhìn thấy cái này chưa? OK, thì đây chính là cái cách thức mà tạo ra một cái tín hiệu về chữ cho các bạn để các bạn làm cho nó tốt hơn thôi. Rồi, tiếp theo, vậy thì cái công cụ Blend chúng ta đã làm được cái công cụ bút của chúng ta rồi. Vậy thì bây giờ nó sẽ giúp ích cho chúng ta là phần thứ hai, đó là tạo ra những hệ thống background. Nào các bạn nhìn này. Đôi lúc những cái việc thiết kế của các bạn cần phải những cần một cái giá trị, đó là chúng ta chọn vào phím O, chúng ta sẽ quét qua đây một tí. Trong quy trình khi làm này tôi sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tôi cắt mất cái phần thừa này đi bằng công cụ Shift M. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi Shift M rất là nhanh. Phần 2 này tôi sẽ chọn là một màu trắng. Sau khi tôi chọn màu trắng xong thì tôi sẽ có một cái giải pháp gì này. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau, đó là kéo ra một cái, dùng công cụ C như các bạn biết rồi đấy, C. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Sau khi đã tích một điểm xong thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi vứt đi. Thì cái đối tượng này là nét, tôi ấn Shift X thì có phải là nét rồi. Với cái này để muốn tạo ra một sự nhân nhá cho một đối tượng thì cái này là gọi là hơi bị kinh khủng đấy. Các bạn nhìn thấy tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi copy sang bên này. Nhìn không? Tôi sẽ chọn giải pháp rơi tầm khoảng cái này là 1 thì tôi sẽ chọn giải pháp, cái này là 0.5 và cái này rơi tầm khoảng 10. 10 là opacity bằng 10 đấy. Tôi giữ Shift, tôi chọn vào cái này có phải là nét không ạ? Tôi ấn vào Alt Ctrl B thì các bạn sẽ thấy là đây nó có sự chuyển hình từ hình 1 sang hình 2. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tích đúp vào cái công cụ này bằng cách như sau, là tích đúp vào công cụ V kép và chúng ta chỉnh cho nó.
nhìn không ạ? Và cái này nó trang trí rất là nhanh và nó tạo ra sự khuôn mẫu cho các bạn. Nhìn nhá. Độ yêu mắt nó sẽ nhảy overlay. Nhìn thấy ngay chưa? Đấy, trang trí cho khung. Phần thứ hai nữa là trước thì chúng ta đã dùng cái giải pháp là cái gì ạ? Cái này tôi sẽ nhân bản đấy nhá, Ctrl C, Ctrl F thêm đổi nó chỉ cho nó sáng hơn. Các bạn có nhìn thấy ngay chưa? Để đặt ảnh vào đây là chắc chắn là đẹp này, là Ctrl C, Ctrl F chúng ta sẽ đẩy vào trong một tẹo nữa. Và chọn cho nó một cái màu. Cái này làm rất là nhanh. Chọn file, chọn vào blade. À, chúng ta sẽ chọn đến UE, chúng ta chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn đến đây và chúng ta chọn đến mỹ phẩm. À, trong phần mỹ phẩm thì các bạn biết rồi, nó có rất nhiều những hình ảnh đẹp rồi thì chúng ta cứ chọn một cái thôi. Đấy, ví dụ như cái này. À, sau khi tôi chọn xong tôi sẽ kéo phóng to đây một tí và cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 thì các bạn sẽ thấy là tự khắc chúng ta có một cái hình như này. Bạn thấy là trang trí được cái này chưa? À, thậm chí là nhiều lúc khi mà bạn tạo ra những hình bông hoa, ví dụ cách điệu, ví dụ có những người ta chọn vào đây, pen. Tôi tích vào đây một điểm. À, tôi sẽ bẻ cong đây một điểm. Tôi sẽ bẻ cong đây một điểm. Và tôi sẽ bẻ cong vào đây một điểm. Ok, các bạn nhìn này ạ. À, nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu chuyển hình rất là tốt. À, có những người bảo là vậy thì thầy em muốn là để đổ riêng ra ngoài được không? Ok, tôi chọn vào đây đã nhá. Nhìn chưa? Đây có phải đối tượng riêng không ạ? Thì lúc này chúng ta chọn vào công cụ phím E và chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta bắt đầu bẻ cong. Đây, tôi sẽ ấn vào đây lại cho bạn xem nhé. Giữ phím gì? Pen, An, cắt cánh tay đòn, chọn vào đây. Được chưa? Rất là thẳng hình hàng. Chúng ta chọn vào phím E, chúng ta tích vào đây thì chúng ta có cánh tay đòn. Tôi sẽ bẻ cong cái hình này trước. Nào, copy ra ngoài cho mọi người dễ nhìn nhá. Ctrl E dài. Đây, Ctrl E dài. D để cho mọi người dễ nhìn hơn. Tôi chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, nhìn này. Tôi bẻ cong. Được chưa? Sau khi đã bẻ cong xong thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí đây nào. Vấn đề tôi nhấn nhé cho cái sản phẩm của tôi nó có thể đẹp thôi, nhìn thấy chưa? À, lúc này chúng ta sẽ làm cho nó mất màu đi. Chúng ta chỉ còn cái viền này thôi. Vậy cái đường cong này có đẹp hay không thì mọi người cũng phải tính toán cho tôi, đó là chọn vào đây, tích vào đây một điểm. Nhớ không? Tôi bẻ cong xuống đây. Tôi chọn vào đây, tôi bẻ cong lên đây. Ok, chúng ta sẽ chọn bẻ cong đây. Sau chọn vào đây. Thì như tôi đã chia sẻ cho mọi người biết là tôi sẽ biến cái này trở thành màu trắng. Nét màu trắng và cái hình này tôi sẽ biến mất. Thì mọi người có nhìn thấy cái cánh màu trắng không ạ? Tôi sẽ chọn chơi một trò như sau, là tôi chọn vào C và tôi chỉ vào đây một điểm thì có phải là chia đôi cái hình này thành hai cái cạnh riêng biệt không ạ? Nhìn này, cho mọi người xem cái này. Có phải đây là riêng biệt không? Vậy đây có phải là cái nét 1 và đây là nét 2 không ạ? Vậy tôi có thể chuyển nét 1, nét 2 được ra sang nhau được không ạ? Ok, tôi ấn vào Ctrl B thì các bạn sẽ nhìn thấy hình của tôi chuyển này, nhìn chuyển chưa? Tôi tích đúc vào vị trí này một cái và tôi sẽ điều chỉnh khoảng cách nó. Đây ạ, năm chuột lên một tí. Bạn có nhìn thấy đây là cái cách thức mà người ta làm tiền không ạ? Em có nhìn thấy cái biểu tượng đồng tiền không ạ? Ok, sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào vị trí này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào giá trị đó là overlay. Thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có được biểu tượng trang trí cho một cái sản phẩm. Tiếp theo tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ chọn vào đây và tôi xoay góc lên một tí. Tôi sẽ chọn vào đây. Em có nghĩa là người ta gọi là trang trí cho nó đẹp thôi. Bạn thấy không? À, và tất nhiên là to nhỏ hay không là tùy thuộc vào vấn đề của mình. Và cái này chúng ta có thể thay ảnh được bằng cách chọn file và chọn vào clip. À, cái này bạn sẽ cầm đối tượng ở xuống dưới một tí cho tôi và chọn cái hình ảnh nó sắc nét. Ảnh vừa rồi nó bị vỡ hình. Đấy. Và tôi sẽ chọn vào đây. À, Ctrl X. Tích đúc vào đây. Tích đúc vào. Tích đúc càng sâu trong thì nó sẽ chui với cái ảnh và tôi sẽ vứt bỏ cái ảnh này đi. Tuấn và Ctrl V thì có phải cái ảnh này tôi sẽ thay thế mà. Và tôi cho đúng bằng chiều cao của đối tượng đó. Nhìn không ạ? Khi đúc ra màn hình bạn sẽ có được cái đối tượng mới. Cái nét này chúng ta xem lại bởi vì cái nét này của chúng ta đã bị biến đổi nhé, các bạn nhớ nhé. Nhìn này chưa, xóa cái này đi. Cái này tôi sẽ đẩy vào trong. Nhìn này không ạ? Đấy, thì đây là những cái tín hiệu cũng tương tự như vậy. Tôi Ctrl C và Ctrl F thêm đổi nữa thì bạn sẽ xoay góc nha. À, chúng ta sẽ đẩy sang bên này một tí nữa. Đó. Người ta gọi là trang trí cho đối tượng thôi. Ok. À, tiếp theo, trong cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là khi mà chúng ta thiết kế một cái khuôn mẫu
Ví dụ tôi sẽ chọn một cái khuôn mẫu như này. Ctrl C và Ctrl F chúng ta sẽ đẩy ra một độ nha. Và chọn cho nó một cái màu, cho màu trắng để chúng ta sau này sẽ đưa cái ảnh vào. Thì riêng cái hình phía dưới các bạn nhìn này, tôi sẽ copy cái hình phía dưới thành hai hình. Riêng cái hình thứ hai tôi sẽ để là 10. Tôi để 10% thôi. Nhìn 10% mờ mờ chưa? Tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Nhìn nhá. Trong dưới tất cả này. Tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 cái này và tôi ấn vào Alt Ctrl B thì có phải nó chuyển hình không? Đúng chưa? Thay cho việc em phải tính toán là opacity bằng 20, 30, 40 đi thì bây giờ không cần về điều đó. Chọn một phát thằng 100, chọn một phát thằng 10, ấn phát này, thích bao nhiêu độ đấy là việc của mình. Bởi vì cái này nó hoàn toàn chủ động. Các bạn đồng ý tôi không? Là non này, nhìn này, non chuột này. Thấy chưa? Thích bao nhiêu độ nhưng mà chuyển cực kỳ êm. Bởi vì cái này tính toán bằng máy, không phải tính toán bằng theo cách mà chúng ta ngồi nữa. Vậy thì có phải bây giờ chúng ta sẽ làm chuyên nghiệp hơn không ạ? Và chuyển độ người ta chỉ vẽ một cái thôi. À, có nhiều người này đặt ra bỏ thầy ơi, vậy thì nhưng mà em lại thích cái kiểu này được không ạ? Em sẽ chọn vào biểu tượng em thích vào đây, nhìn thấy này chưa? À, cái này tôi sẽ ấn vào đây P. P trừ là mất điểm đúng không ạ? Được chưa? Cái này nó rất hay chỗ này, tôi sẽ chọn vào điểm này và tôi sẽ kéo góc này một tí nhỏ lại và điểm này tôi sẽ kéo to ra được như này không ạ? Em có thấy không? Ok, nó cũng làm được độ to nhỏ mà thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả cái kia. Đúng không ạ? Rồi, thì đây chính là công cụ Blend của các bạn. Tiếp theo cái công cụ Blend của chúng ta sẽ làm được cái gì đó là chúng ta sẽ nào, được áp dụng với nét, chúng ta sẽ tạo ra trang trí cho những cái nền. Ví dụ tôi chọn vào Pen, tôi tích vào đây một điểm. 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 À, đó, sau đó thì chúng ta ấn Escape và chúng ta ấn vào D là màu trắng và nét đen. Ấn Shift X thì chúng ta sẽ có được màu nét màu đen và nét trắng. Và chúng ta sẽ làm mất màu của đối tượng đi. Mọi người nhìn này chưa? Trong quy trình khi làm, các bạn có thể chọn vào cái công cụ Smooth để chúng ta làm sao? Chúng ta làm cho cái đối tượng màu, cái hình của chúng ta nó chuyên nghiệp hơn bằng cách vẽ vào đây. Vẽ vào đây, vẽ đây, đây cho nó đẹp hơn, được chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào công cụ Pen thứ hai, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Bẻ cong, uốn xuống. À, cái này được ứng dụng cho Vinaphone rồi. À, mobile phone thì đúng hơn. À, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi lại vuốt tiếp cho nó đẹp hơn, nó nuột là hơn. Đấy, mọi người đã vuốt làm sao cho nó đẹp nhất có thể. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ chọn đối tượng 1 này, tôi sẽ chọn được giá trị là 0.5. Và tất nhiên opacity bằng 10. À, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta chọn vào Alt Ctrl B thì các bạn sẽ thấy là chuyển từ hình 1 sang hình 2. Tích vào công cụ V kép để chúng ta tăng giá trị này lên. Mọi người nhìn này không ạ? À, và để cái này nó tạo ra các tín hiệu cho các bạn rất là đơn giản và nó sẽ mềm mại hơn. Đó, các bạn nhìn chưa? Làm ra những cái nền Ctrl C, Ctrl F thêm độ nữa cho nó sáng hơn, nhìn thấy không ạ? Đấy thì tạo ra thiết kế background cho nền là người ta sẽ dùng cái này. Tiếp theo, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với công cụ đó là gradient. Thì không biết mọi người còn nhớ gradient là chúng ta mới chỉ làm cho ảnh chìm vào nền đúng không ạ? Chuyển êm về nền từ trái qua phải và theo hình tròn đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho ảnh chìm vào nền theo dạng lượn sóng. À, tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào place lần thứ hai và lúc này chúng ta sẽ kiếm một cái cô gái. Các bạn sẽ nhìn ra đây. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái cô gái như thế này và chúng ta vẽ vào đây. À, theo thông lệ bình thường thì các bạn đã biết rồi là chúng ta sẽ chuyển êm từ trái qua phải thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này nhá. Lúc này tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng như sau, đó là một cái hình chữ nhật. Nhiều ạ. Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu gì? Màu đen chẳng hạn. À, lúc này tôi chọn vào Pen. Pen cộng, tôi thêm một điểm vào đây và tôi chọn vào Shift C, tôi bẻ cong một cách trực tiếp thì các bạn sẽ thấy nó sẽ được như này hoặc như này không ạ? Như này chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ chọn đối tượng này và Ctrl C và Ctrl B ra ngoài và tôi đẩy sang bên này. Bên này đủ là các bạn có thể là chọn là màu trắng. Nhớ không? Và bây giờ tôi sẽ chọn là đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tôi chọn vào Alt Ctrl B là chuyển từ hình 1 sang hình 2. Nên các bạn có thấy là chỗ này nó có sự chuyển độ chỗ này không ạ? Nhìn chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ chọn cái riêng cái miếng màu đen của hai cái này này. Tôi ấn vào Ctrl X.
và thực hiện thao tác của cái việc mà chúng ta sẽ tích đúp vào đây, nhìn đúng không ạ? Nhìn tích đúp vào đây chưa? Tuấn vào Ctrl Shift V thì các bạn có thấy là nó sẽ bị hiện hình bên trong. Nếu chúng ta ấn vào đây ngược lại, đây các bạn nhìn này, chưa rồi nhập. Cái màu đen thì là phải ngược lại. Đây tôi sẽ Ctrl Z lại cho các bạn, Ctrl Shift V được chưa? Đây là mặt nạ trắng thì có phải là cái việc này không ạ? Thì ngoài có phải là màu đen biến mất hình và bên trong màu trắng thì còn hình không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của chúng ta đang chuyển sang hình ẩn sóng. Làm lại nhé, Ctrl Z lại. Đây ạ. Đến đoạn này rồi đúng không ạ? Thì có phải các bạn đồng ý tôi là màu trắng là tượng trưng cho còn hình, màu đen tượng trưng cho mất hình đúng không ạ? Tôi cho chọn vào này, tôi ấn vào Ctrl X là cắt bỏ toàn bộ cái này và tôi làm mặt nạ cho đối tượng ảnh. Thì đây là mặt nạ màu đen, tôi bỏ clip đi thì là mặt nạ màu trắng. Tuấn vào Ctrl Shift V là paste tại vị trí thì các bạn sẽ thấy là màu đen biến mất hình, còn màu trắng sẽ làm rõ còn hình. Nhưng lúc này nó có một cái rất hay, đó là làm sự chuyển ảnh cho chúng ta vào nền cực kỳ tốt bằng công cụ tích đúp V kép. Sổ xuống chúng ta sẽ chọn vào đây thì có phải là số lượng không? Chúng ta sẽ gõ vào đây số 6. Bạn sẽ nhìn thấy chuyển độ chưa? Nó chuyển được độ đối tượng. Và tiếp theo nữa là tôi tích đúp vào đây nữa thì tôi sẽ làm sao tôi lăn chuột một tí nữa thì các bạn sẽ thấy là nó cũng khác biệt ạ. Các bạn nhìn này không ạ? À, trông nó sẽ nó ảo diệu hơn thôi. Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì bạn được quyền dùng hiệu ứng cho đối tượng này bằng cách như sau. Chọn vào đây, có thể dùng effect, có thể dùng cái pixel và chúng ta chọn vào điểm hạt được không? Thử xem một cái. Và chúng ta chọn số 8 thì các bạn sẽ thử xem có được không nhá. Đó, thì các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi cũng chuyển êm nhưng mà dạng chấm này không ạ? Nhìn này chưa? Đó cũng nên là nó cũng là một cái cách thức thiết kế nhưng mà nó lại uyển chuyển hơn rất là nhiều so với phiên bản là gradient thường. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào effect và tôi chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng zigzag chẳng hạn như này chẳng hạn, thì nó có ra gì không thì tôi sẽ cầm tôi kéo thu nhỏ lại. Các bạn có nhìn hình này của tôi không ạ? Tăng lên một tí cho nó vui. Đấy rồi, ok, tích vào đây. Bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái thì nó cũng tạo ra sự vỡ hình cho bạn từ trái qua phải đây ạ. Có nhìn này không ạ? Ok, vậy thì đây cũng là một cái cách người ta gọi là làm mặt nạ cho đối tượng ảnh ở dạng lượn sóng. Công cụ Blend thì chúng ta làm được điều đó. Ok, vừa rồi vì tôi đã ứng dụng cho bạn xem là tia mặt trời, làm chuyển hình khung hình, nhìn đúng không ạ? Vẽ họa tiết, đúng không ạ? Vẽ background và tạo ra những khung hình chuyên nghiệp thì người ta sẽ làm một cách này và tạo ra những cái mặt nạ chuyển hình. Tất nhiên là sau này nếu bạn có thể làm với chữ cũng được, bởi vì là bạn vẽ bên trong chữ là nó sẽ ra điều mà các bạn mong muốn thôi. Ví dụ tôi đánh một chữ, ví dụ chữ Q, Ctrl X, Q, chúng ta ấn vào Ctrl Shift O thì chúng ta sẽ có được cái biến thành đối tượng thường. Và sau khi đã đối tượng thường thì bây giờ tôi sẽ chọn đối tượng này, Shift X thì các bạn có nhìn thấy công nhận tôi sẽ có này không ạ? Lúc này tôi chơi một trò như sau là ấn vào C và tôi chỉ vào đây một điểm. Đây là cái cạnh này chạy từ đến đây, ok, vậy thì tôi có thể cắt ở đâu? Ví dụ tôi sẽ cắt ở đâu? Tôi sẽ cắt ở đây chẳng hạn nha. Thì lúc này tôi sẽ chia cái đối tượng này làm hai, chuột phải, chọn hai group xem có được không? Các bạn nhìn này là tôi chưa? Tôi có đối tượng nét 1, tôi có đối tượng nét 2, tôi ấn vào Alt Ctrl B thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình của tôi. Và tôi tích đúp vào công cụ này thì bạn sẽ thấy là đây là một ngẫu hứng chơi về nét. Nhìn này không ạ? Sau khi đã làm xong được toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì bởi thầy không muốn là cái này nó phải... Ok, tôi sẽ chọn cái này cho xuống dưới tất cả. Tôi chọn về biểu tượng này, các bạn nhìn ra ngoài chưa? Tôi sẽ chọn một cái màu, ví dụ bạn có thể chọn một cái màu trắng chẳng hạn này lên trên. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái miếng này, tôi cho là màu trắng lên trên. Đấy, tôi có một chữ Q. Nhưng mà nó rất là sáng tạo. Và vậy thì cái vấn đề sáng tạo đấy nó sẽ áp dụng cho cái gì thì các bạn có thể thiết kế rất nhiều kiểu khác nhau, ngẫu hứng khác nhau. Và thậm chí là bạn có thể làm những cái chân dung cực kỳ chuyên nghiệp. Ví dụ tôi chọn vào File và tôi chọn vào Blade. Chúng ta sẽ tìm đến một nơi mà nó có nhiều chân dung một tí. Tôi chọn vào ổ e, tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào phần ảnh chân dung, được không ạ? Sau khi tôi có ảnh chân dung này, ở đây rất là tiếc là không có Lý Tiểu Long, chứ có Lý Tiểu Long này ngon đấy. Thằng này thì lại cởi chân
Ok, từ từ đợi tí xem có cái thằng nào nữa không. Đấy bây giờ tìm phim tìm mấy thằng đấy là khoai đấy. Ví dụ Lý Thiện Long thì nó lại có những cái. Rồi, ok, tôi sẽ làm cho bạn xem cái này. Ví dụ đây là một chân dung của người nổi tiếng và tôi muốn trở thành một cái poster của tôi thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là biến nó trở thành mảng miếng. Bằng cách tôi ấn vào Image Tray thì tự khắc nó biến cái ảnh này trở thành vector. Nhìn thấy không ạ? Còn làm thì chất lỏng. Và các bạn có thấy là đây là một phong cách mà người ta có thể vẽ trên áo quần. Nhưng với điều kiện là nếu mà em làm Photoshop nó kỹ thì sang bên này nó cực kỳ nhàn. Bởi vì thằng Inlut nó chỉ đọc theo thông số thôi. Ví dụ thông số mà tương phản càng mạnh thì nó sẽ làm càng tốt đúng không? Ok, tôi thích đúc vào đây một cái và lúc này tôi điều chỉnh bằng cách tôi thích đây thì nó chi tiết nó sẽ nhiều hơn. Nhìn thấy không ạ? Nhiều hơn chưa? Rồi, sau khi mà các bạn đã cảm thấy nó nhiều hơn hay ít hơn, ví dụ ấn ở đây thì nó ít hơn. Ok, tôi sẽ đẩy một tí nữa. Đẩy dần dần nha, các bạn nhìn là 5 chuột này, 74, 75. Đấy, đây là thông số để nó đi vào chi tiết, đi càng lên thì lại càng nhiều chi tiết hơn. Nhìn chưa? Rồi, các bạn có thể đẩy lên khoảng 78, 79 gì đấy, hoặc là tôi sẽ cần tự kéo 83. Tiếp theo tôi đẩy một tí nữa. Tiếp theo tôi đẩy một tí nữa. Rồi, sau khi mà nêm tẹo nó đi, 11 đi. Trông có vẻ ổn rồi đấy. Nào, các bạn chấp nhận với giá trị này, bạn ấn vào expand cho tôi thì cái này nó trở thành mảng miếng cho các bạn nhìn nào ạ. Tôi sẽ dùng cái công cụ đó là pháo hoa và chỉ thẳng vào vị trí này. Các bạn nhớ nhá, nhìn này, chọn pháo hoa chỉ vào đây. Thì lúc này sau khi chỉ xong thì tôi ấn vào đây thì tự khắc nó sẽ bị thủng hình. Yên tâm một điều rằng tôi vẽ trên nền vàng là ok. Màu vàng nhá. Đúng chưa? Bởi vì thủng hình mà. Rồi. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chơi trò là chúng ta phải một là bạn sẽ cắt tóc cho đồng chí này, hai là không cắt tóc. Tôi sẽ khóa nền vàng dưới bằng Ctrl 2 và dùng công cụ phím ma và chúng ta quét qua điểm này và chúng ta xóa đi. Đây là một trong những tiêu chí mà người ta làm những người nổi tiếng. Phần thứ hai nữa là sau khi tôi chọn vào đây thì tôi có thể vẽ thêm bằng công cụ Shift B và tôi chọn vào đây. Tích đúc vào đây nha, tích đúc vào đây thì nó sẽ có cái công cụ size của nó, tôi sẽ chọn vào số 2. Số 2 tầm này thì tôi sẽ vẽ thêm này các bạn nhìn ạ. Vẽ nối vào mặt, ok, chọn ở đây. Được chưa? Rồi, nhìn này chưa? Ok, vẽ thêm mắt nữa. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo bạn có thể vẽ vào đây là mũi. Được chưa? Ok, chúng ta vẽ vào đây nữa. Rồi, tiếp theo. Chỗ tay chúng ta cần phải xử lý thêm đoạn công đoạn nữa được chưa? Đấy vẽ thêm nhá. Sau khi làm xong bắt đầu tôi sẽ chơi trò này, tôi sẽ chọn cái miếng này và tôi cắt nó riêng ra. Các bạn nhìn này, tôi sẽ cắt ra riêng ra bằng cái công cụ như sau, đó là có một cái công cụ rất hay, đó là công cụ về cái cưa. Và bạn cắt như nào, ví dụ cái tóc bạn bạn vuốt như này này. Đấy, ví dụ như này thì tôi sẽ cắt nhảy cho bạn xem nhá. Ok, tôi sẽ cắt nhảy được rồi. Và tôi sẽ cắt sang đây, cắt sang đây, cắt sang đây. Và sau khi cắt xong thì đối tượng này đã chia lại hai miếng. Chuột phải chọn vào ungroup. Miếng này chuột phải thêm một lần nữa. Rồi, xem nào. Đã cắt được chưa không biết. Nhìn này chưa? Sau khi đã làm xong thì riêng cái phần nốm đốm này tôi sẽ bỏ hết đi bằng công cụ lasso, tôi khoanh qua cái này một tí. Xóa thử xem có được không? Xóa được. Nhìn thấy công cụ lasso chưa? Rồi. Vậy thì sau khi cái tóc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn là Shift X thì nó có viền này không ạ? Có phải như này không ạ? Rồi, vậy thì người ta mới sinh ra câu chuyện là C. Còn nhớ C không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào C một cái và chúng ta chỉ vào đây một cái. Thế là tôi đã có đường này và tôi ấn vào C tôi chỉ vào đây một cái. Thì lúc này đối tượng chúng ta sẽ tách làm hai. Chuột phải nhá. Ăn G đây. Nào, tiếp theo. Có phải đây là cái nét riêng không ạ? Và đây có phải là một nét riêng không em? Ok. Vậy thì sau khi tôi đã có nét 1, tôi có nét 2. Lúc này tôi sẽ chọn này, tôi sẽ cố tình cho cái nét này nó rơi tầm khoảng số 3.
Được chưa? Và thứ hai cái nét tôi lại phải có nét to nét nhỏ. Ok, tôi sẽ chỉnh cái nét to nhỏ này. Tôi sẽ chọn là số 4, số 5 gì đấy cho các bạn nhìn như này ạ. Rồi, cái này tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây. Và tôi cũng chọn vào số 2. Được chưa? Nào, chọn số 1. Tôi chọn số 2, tôi ấn vào lệnh an can chuẩn bị. Sau khi tôi ấn vào an can chuẩn bị, tôi tích đúc vào công cụ V kép và tôi điều chỉnh một tí thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ tạo ra một ngẫu hứng khác. Ok. À, đây là cũng chỉ là một cái cách người ta gọi là chơi hình thôi. Bạn thấy chưa? Ok. À, yên tâm một điều rằng trò này là trò mà rất nhiều người về thiết kế áo cực kỳ thích nhá. À, còn nhớ bài chữ không ạ? Còn nhớ bài chữ không? Rồi tôi cho bạn xem một tiêu chí rất hay nhá. Ok, tích vào đây một cái. À, Nguyễn Văn Nư Kim Khánh. Được chưa? Sau khi đã có Nư Kim Khánh xong, tôi sẽ biến này, nhìn này. À, tôi sẽ biến này trở thành Ctrl Shift O. Tôi biến nó trở thành một công cụ, đó là pattern bút nha. Đúng chưa? Ví dụ bạn chọn add bút thì có đồng nghĩa với việc là đây, tôi sẽ cho nó dài ra một tí cho các bạn dễ nhìn hơn, gấp đôi nha. Tôi tính toán rồi, tôi sẽ chọn vào đây. Biến là nó trở thành add bút. Thì có phải nó sẽ như này không em? Chính xác chưa? Vậy tôi hỏi bạn cái này có phải là nét không? Đúng chưa? Vậy nếu mà tôi ấn vào bút này thì sao? Thì có phải tóc tôi mọc thành chữ Nư Kim Khánh không ạ? Thử ấn cho vui thôi. Nhìn nhá, ấn nhá. Nào, chơi thôi. Chờ, nhìn này chưa? Và tất nhiên là cái nét của chúng ta nó có thể bén lại. Bởi vì là chúng ta có thể điều chỉnh là ví dụ chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn 0.5. Đấy, nhìn lên nét chưa? Và chắc chắn ở đây nó sẽ có biểu tượng về chữ cho các bạn. Em có thấy nó sẽ đều nhau không ạ? Ok, vậy thì đây nó cũng chỉ là cái cách tạo hình cho sản phẩm và bạn làm ra cái tín hiệu cho nó đẹp thôi. Và lúc này tôi sẽ chọn là P, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Như này, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Được chưa? Như này chưa? Rất lợi. Bước thứ hai tôi sẽ chọn vào đây, tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và rất lợi. Lúc này tôi có hai giá trị số 1 tôi sẽ chọn một cái nét bút rơi tầm 6. Và cái này tôi sẽ chọn là số 1 hoặc số 2. Các bạn sẽ chọn 1, chọn 2, ấn Alt Ctrl B. Và tích đúc vào vị trí công cụ V kép đấy, bạn sẽ tạo ra một tín hiệu của phần thân. À, tất nhiên người ta phải có rất nhiều kiểu chơi chứ. Và em yên tâm một điều rằng đặt một cái chữ thương hiệu của nó vào đây là ngon đấy nha. Thì đây cũng chỉ là một cái hình thức gọi là kiếm tiền. Nếu mà các bạn mong muốn là chúng ta đi làm về thiết kế áo thun là bạn sẽ ok. À, cái này có thể thiết kế poster được không? À, tôi có thể làm một cái bộ váy của cô gái mà tôi vẽ toàn bằng nét thôi. Được không ạ? Rồi. Xong chưa? Vậy đi cái công cụ Blend hôm nay chúng ta sẽ làm được từng đây thứ. Hiểu cái này chưa đã? Chúng ta sẽ giải nào 10 phút, 15 phút nhá. Để người đi đã. À, các... Nào các bạn nhìn này, à, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với cái công cụ nữa, đó là cái công cụ về mét. Các bạn nhìn thấy công cụ mét này chưa? À, công cụ này được ký hiệu là cái chữ, các bạn nhìn chữ U chưa? Nó có tính năng là vờn màu và tạo ra các background dạng chuyển động theo kiểu dạng phức tạp. Ví dụ như tôi sẽ chọn vào đây một cái hình cho các bạn xem. À, cách sử dụng của công cụ này nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là sử dụng tự do, phần thứ hai là sử dụng theo máy. Ví dụ tôi chọn vào đây, nhìn này. Cách sử dụng bằng cách là bạn tích vào cạnh của đối tượng. Nhìn này, tích cạnh đối tượng chưa? Rồi, tích cạnh đối tượng. Tích vào cạnh đối tượng, thấy chưa? Và sau khi tích xong thì ở đây nó có một cái thú vị là bạn sẽ chọn được công cụ phím em. Bạn tích vào đây một điểm thì tôi có thể chọn một cái màu ở bên này là màu hồng. Và bên này thì tôi lại chọn là màu tím. Nhìn không ạ? Ok, bên này thì tôi sẽ chọn là màu xanh vàng. Và cuối cùng thì bên này tôi sẽ chọn là màu đỏ hoặc là màu xanh nhạt được không? Có nghĩa là nó sẽ chuyển động nhiều màu được với nhau. Còn bình thường gradient không làm được điều này. Ok, tôi sẽ chọn vào đây là một màu vàng sáng. Và bên này tôi sẽ để là một màu trắng. À, cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn màu đậm. Và bên này tôi sẽ chọn là màu đậm tiếp theo, màu nâu. Và cuối cùng tôi sẽ chọn kết của cả hai và tôi chọn màu đậm nhất. Nhìn nào nhá. Sau khi đã làm xong tôi kết co đối tượng này và tôi sẽ vờn lên đối tượng này, nó sẽ được cái này.
Ok, bạn có thể là nó chuyển động theo hình tượng sóng được không ạ? Cái này là chuyển động theo hình tượng sóng được nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Tạo ra tính chất lượng sóng cho đối tượng trên cái hình này, có thể làm được. Rồi, cái tính năng thứ hai là nó là vườn hình. Đôi lúc khi mà chúng ta vẽ một những cái bản thiết kế như là bông hoa hay cái gì đó mà chúng ta muốn là phóng to thu nhỏ mà không bị vỡ hình thì chắc chắn là bạn phải trường chọn đồ lại. Đã có rất nhiều người là dùng cái phương pháp này để đồ lại những cái như là ô tô, xe máy, nhưng mà thực sự là mình cũng không khuyến khích các bạn làm cái điều đó lắm. Bởi vì bản chất của việc mà khi bạn đồ đấy, dù có giống bằng mấy thì bạn phải mất hơi bị nhiều thời gian. Ví dụ bạn đồ một cái xe ô tô thôi thì bạn phải đồ từng con ốc, rồi đồ từng cái phát sáng một, thì mỗi một cái thêm một miếng, đúng không? Thì thay cho việc đấy thì người ta sẽ không làm đấy, mà người ta chỉ cần rút một cái máy ảnh ra, bạn rút một cái máy ảnh ra, bạn chụp một phát thôi thì bạn có cả cái ô tô sẽ đẹp ngay. Và tất cả những cái mà những hãng ô tô chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là nó có một sản phẩm từ 3D, nó có đầy đủ tất cả những thể loại đấy, và nó chỉ cần ốp chất liệu và render phát ra. Phần thứ hai là đối với những sản phẩm như ô tô nhiều tiền như vậy thì nó sẽ thuê những cái máy, những người chụp ảnh cực kỳ chuyên nghiệp, và người ta chụp một phát là đẹp luôn. Các bạn hiểu chưa? Chứ nó không cần nhờ đến cái bạn đi ngồi là vẽ lại cái mép này làm gì cả. Có nghĩa là vẽ lại cái ô tô bằng theo cái hình thức này vườn khối. Hiểu chưa? Hồi xưa thì cái này có thể mang tính chất là dọa người, thì chắc chắn là có nhiều người chết bởi vì là đăng ký học nhá. Có nhiều người đã từng đăng ký học bởi vì là nhìn thấy một ông vẽ cái này kinh quá. Vẽ mặt người cơ mà. Em thấy kinh không? Nhưng mà cuối cùng để làm gì? Chả để làm gì cả. Nên tôi cho bạn biết là những cái thứ mà tôi cũng khoanh vùng cho các bạn là những cái gì nên dùng và những cái gì không dùng. Cái này cũng không phải là tính năng mạnh lắm, nhưng mà tôi vẫn phải xử lý cho các bạn nha. Ok, thì bây giờ tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào plate, và đây là cách đồ hình. Tôi sẽ chọn một cái thư viện ảnh và tôi chọn vào như sau. Lúc này tôi sẽ có một cái hình bông hoa. Và để muốn đồ được hình thì người ta dùng những cái giải pháp như sau. Nhìn nhá. Lúc này có nhiều người đặt ra cái câu hỏi là tôi sẽ vẽ một cái hình vuông. Và riêng cái hình vuông này phải nằm trên một layer khác. Nguyên tắc nhá, chúng ta sẽ nằm trên một layer khác. Đối với thằng Inut thì những cái layer đấy nó lại rất là quan trọng trong cái phần nào khi bạn dùng After Effects. Ví dụ dùng After Effects mà bạn dùng layer khác nhau thì nó sẽ tự tách cho các bạn ra các layer khác nhau. Để bạn có thể làm ví dụ mắt mũi mồm là một layer thì khi sang bên After Effects thì bạn sẽ tự làm chuyển động được. Còn bình thường bản chất mà chúng ta gắn một phát như này thì chắc chắn là không tách được đâu nhá, các nghệ sĩ nhá. Ok, chúng ta chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào biểu tượng layer. Trường hợp là tôi thật cho bạn biết có rất nhiều người sử dụng Inut mà cứ sử dụng layer rất là phức tạp. Trong khi đó tôi chỉ cần dùng một layer thôi là được rồi. Nhìn này, thì bạn nhìn nhá, tôi sẽ tạo ra một cái layer mới bằng tích vào đây. Nhìn nhá, và tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Chọn số 1, nhìn này, Ctrl X. Sau đó lên số 2 tôi ấn vào Ctrl V, thì các bạn có thấy là cái layer của tôi có viền màu màu đỏ không ạ? Còn cái này có viền màu xanh không ạ? Nhìn nhá, nó đang thông báo cho bạn biết là tôi đang ở hai layer khác nhau. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một phương pháp là sử dụng cái mesh tool này này theo máy. Bằng cách như sau, tôi sẽ chọn vào phần object, tôi chọn vào đây. Có nghĩa là cái này là theo máy nó tự tạo lưới cho các bạn, nhìn thấy tạo lưới chưa? Đây là lưới này, nhiều ít là do không thì chúng ta chọn đây. Nhiều ít lưới, được chưa? Cái này cũng tương tự như vậy. Và trong trường hợp này tôi chỉ chọn với giá trị nào chiều ngang là hai lưới và chiều này cũng hai lưới thôi. Và sau khi làm xong thì tôi chọn biểu tượng này và bắt đầu thuộc tính như sau. Tôi sẽ khóa đối tượng dưới bằng lệnh là Ctrl 2 khóa lại. Chọn đối tượng trên và bắt đầu thực hiện chiêu thức như sau là hiển thị đối tượng ở dưới dạng nét. Nên là bạn tích đúc vào công cụ này cho tôi nhé, nhìn này. Đây ạ. Tích đúc vào đây, nhìn tích đúc chưa? Tích đúc vào cái layer đó thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn. Thì ở đây nó có cái chữ preview là chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Và sau khi mà bỏ xong thì ấn ok thì đối tượng này hiển thị dưới dạng nét thôi, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn được. Có nhìn thấy không ạ? Nhìn chưa? Đấy, nó tại sao nó lại như vậy đấy. Sau khi đã làm xong, bắt đầu chúng ta sẽ được quyền sử dụng công cụ phím A và đặt vị trí. Tôi sẽ chọn vị trí này, đặt vào vị trí này ở cái khe giữa của cái nét. Tiếp theo tôi chọn vào đây, tôi sẽ đặt vào vị trí này. Rồi tiếp theo chọn vào đây. Bạn vẽ quả cà chua, quả chuối đều theo cách này hết nhá. Cái đấy dễ, không có gì kinh khủng cả. Cái kinh khủng của thiết kế về như chương trình này đó là thiết kế về bố cục màu sắc và ra những bản thiết kế mà có thể kiếm được tiền, thì tôi sẽ chọn cái phương án đấy hơn. Chứ một ngày mà bảo nó đồ ra cái này mà ra tiền thì nó cho bạn biết là tôi đồ ngay nhá.
còn không ra tiền nhiều tôi không đồ đâu nhá, nhìn lên chưa. À, sau khi đã làm xong này tôi sẽ phóng to một tí thì các bạn có thấy là cái cánh nhà đòn nó bị quằn tằn à vằn không ạ? Chúng ta sẽ tích vào đây một cái và chúng ta cầm cái biểu tượng này, chúng ta nắm lên một tí, chúng ta hạ thấp cái điểm tâm này xuống một tí, chúng ta có được điều đầu tiên, cạnh đầu tiên. Cách thứ hai, bạn sẽ chọn vào điểm này và bạn vặn ra sang bên này cho tôi một tí và cái này vặn sang đây tôi một tí. Ok, tôi đã có được cạnh số 2 và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn vào cạnh số 3 và chúng ta sẽ chọn cạnh số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây là cạnh ở giữa, cái này vặn xuống dưới một tí nữa. Chọn điểm này kéo vào đây, cái này kéo vào đây. Rồi, chọn vào điểm này kéo vào đây. Rồi, cầm điểm này kéo vào đây. Bạn thấy nó sẽ đi đúng hướng chưa? Nhìn này chưa? Rồi, cầm cái điểm này vào đây. Thế là được rồi, chính xác rồi đấy. Tiếp theo tôi chọn vào điểm này và tôi chỉnh vào đây. Cái này chỉnh vào đây tiếp theo một tí nữa. À, chừng nào mà cái chỗ nào mà nó cứ nằm hoàn toàn vằn thì bạn sẽ kéo thu cái cánh cái đòn lại cho nó chính xác. Tiếp theo chọn vào đây, kéo vào đây. Rồi, chọn vào đây và chúng ta sẽ điều chỉnh lại thôi. Rồi, tiếp theo chọn vào đây, kéo vào đây. À, tất nhiên là người ta để muốn đồ bông hoa thì tôi không phải là chẳng nhẽ đồ từ cánh hoa cũng hơi vất vả đấy. Em hiểu không? Nhưng in ra thì tại sao lại có những người ta sử dụng? Em biết người ta in trên kính không? À, đã có những người ta vẽ ra, người ta phải đồ lại toàn bộ gần như là cả một cây tre vẽ in ra thì phóng to cổ lớn thì in ra cả miếng kính kìa. Công nghệ in kính nha em. Để người ta là thiết kế cho nội thất thì người ta sẽ dùng cái chiêu thức này. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn đây. Có nhiều trường hợp nói thật với bạn biết là có nhiều khách hàng người ta kinh doanh cái này kinh doanh cái kia, nhưng mà đến đoạn khoai nhất thì người ta hay gọi cho mình. Bởi vì lý do là mình sẽ biết nhiều cái thứ như thế này. Đấy, vừa rồi tôi đang đưa cho bạn đến một cái ngành nghề, đó là ngành nghề in kính, vẽ những sản phẩm mà không bị vỡ hình. Sau khi làm xong này thì ở đây người ta có một cái thao tác rất hay là tôi chọn vào công cụ U và tôi chỉ vào đây này, các bạn sẽ nhìn thấy cái khe giữa, nhìn thấy chạy dọc nhá. À, có nhiều người bảo là thầy ấy, tại sao thầy không dùng pen cho nhanh? Thì chia sẻ cho mọi người biết là nếu mà dùng pen thì khi bạn thêm điểm này nó không hiểu là bạn sẽ chạy dọc theo như này đâu, mà nó chạy lung tung nên là chúng ta sẽ không điều chỉnh được, nên vậy mất công ý. Chứ không tôi đã làm được cái cách nghĩ của bạn rồi. Bạn nghĩ nhà tôi làm được đúng như vậy đấy ạ. Nhưng mà thực khổ lỗi là nó lại không ra đúng như cái thứ mà chúng ta mong muốn. Tích vào đây một cái chúng ta sẽ có được điểm cạnh chạy dọc này. Và tiếp theo đây tôi cạnh này chạy dọc này. Tiếp theo chọn vào đây, chọn vào đây. Tôi đã làm xong để cho các bạn một tí tín hiệu. Và sau khi đã làm xong thì tôi phóng to lên, bắt đầu thực hiện chiêu thức như sau. Nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào phím A, chúng ta chỉ thêm một điểm. Nhìn này, chọn điểm chưa? Ấn Y ngắn chỉ vào đây, chọn màu. Rồi lại chọn phím A, lại tích vào đây một điểm, lại y ngắn, lại chọn màu, chọn từng điểm nhá. Rồi vậy thì bạn nhìn này, giữ Ctrl, em thấy không, đang từ đây nhá, Ctrl thì có phải trở về lại điểm ạ. Bung tay ra, lại chọn màu, chọn vào đây, bung tay ra chọn màu, chọn vào đây, bung tay ra chọn màu, chọn vào đây, bung tay ra chọn màu. Đấy, cứ làm thao tác này rất là chuẩn. Chọn vào đây, tiếp theo chọn vào đây, tiếp theo chọn vào đây. Rồi tiếp theo xong đợt 1. Tôi có được đợt 2, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. À, cứ chọn vào cái thì buông đây ra thì bạn sẽ chọn được đúng màu luôn. Rồi tiếp theo chọn vào đây và chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, cấp độ 2 đã xong. Nhưng tất nhiên chúng ta không nhìn được màu là chuyện đương nhiên, bởi vì chúng ta có hiển thị dưới dạng màu đâu, được chưa? Rồi chúng ta giữ phím Ctrl tích vào đây một điểm, chọn vào đây, 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 chọn vào đây. Ok, tiếp theo chọn vào đây, tiếp theo chọn vào đây. Thế là xong. Không biết nó như nào nhưng mà chúng ta cứ bắt đầu chơi trò này, nhìn này, đã xong. Chúng ta sẽ chơi trò là tích đúp thẳng vào đối tượng đó và biểu tượng preview và chúng ta ấn ok. Nhìn chưa? Đấy, sản phẩm đã xong. Và không biết nó có giống thật không, nhìn trông giống như một nhỉ. Cái này chuyên gia đồ váy đấy ạ. Vẽ váy quần trên thời trang đấy nha. Em có thể vẽ vào bên ngoài, chúng ta kéo ra thì bạn sẽ thấy là nó cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ sắc nét. Yên tâm một điều rằng không bao giờ vỡ hình đâu, nhìn chưa? Chuyển màu này có cả đậm nhạt này. Thì riêng em có một cái váy, ví dụ dân thời trang có một cái váy, ok tôi sẽ vẽ thành cái váy và tôi thêm điểm vào cho nó. Chỗ nào trên là đậm, dưới là nhạt, tại vì tôi chọn được điểm màu mà em.
đúng không ạ? Vậy chọn xanh đậm và xanh nhạt, chọn tím đậm tím nhạt và màu đậm màu nhạt thì cái này nó sẽ làm được. Và chuyên gia vẽ các dải lụa là người ta có thể vẽ cách này. Em có thấy là một số cái, trong cái thiết kế người ta có hay những cái dải lụa nó bay bay không? Ok, bạn phải vẽ ra như vậy, bạn tự uốn và mất công đấy. Rồi, vậy thì câu chuyện này là câu chuyện của cái phần mép, chúng ta đã đi qua cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái công cụ tiếp theo, đó là công cụ phụ. Các bạn đi công cụ phụ như sau. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái công cụ, đó là công cụ này. Được chưa? À, cái công cụ này là một trong những công cụ điều chỉnh nét trực tiếp. Tại sao điều chỉnh nét trực tiếp thì bạn nhìn vào đây. Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình này nhá. Không biết còn nhớ cái này không? À, như lần trước thì chúng ta đã học là chúng ta muốn tạo ra cái nét này là to xong rồi đi nhỏ dần vào thì bây giờ không cần nữa, cái này nó điều chỉnh trực tiếp là cầm điểm này ta kéo phát được luôn. Có nhìn thấy không? Ok, và tất nhiên cái đoạn này nó có thể tự thêm nhiều điểm nữa cơ, nhìn này, nó có thể phóng to này, xong từ chỗ này nó lại thắt vào. Đấy. Nhìn không? Đấy, người ta làm rất là nhiều trò. Và thứ hai, sau khi làm xong này cái này thì tôi cũng có thể là chọn vào phím chữ, các bạn nhìn này, tôi đánh một cái chữ rất là dài. À, lần trước chúng ta đã học chữ rồi, chúng ta ấn vào Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường. Và biến nó trở thành một cái công cụ brush bằng cách như sau. Tôi tích vào đây một cái, tôi ấn vào đây Add brush. Tất nhiên là bút tôi xong rồi thì bây giờ tôi sẽ dùng công cụ bút B thôi. Nhìn nào B chưa? Nào vẽ nhá. Nhìn này chưa? Nhưng cái này nó có một cái hay ở chỗ là khi sử dụng công cụ này tôi có thể điều chỉnh được độ to nhỏ của phần bút đấy. Có nhìn thấy cái chữ tôi không ạ? Bây giờ nó không bằng nhau đâu. Nó gần thì to hơn và xa thì lại nhỏ hơn. Đúng chưa? Rồi, dùng cái chiêu thức này người ta sẽ làm được cái gì nữa? Đó là làm ra biểu tượng rút ngắn khoảng cách. Các bạn đã bao giờ quảng cáo cho máy ảnh chưa? Khi mà người ta quảng cáo cho máy ảnh, người ta không phải là quảng cáo nào đấy, nó gọi là chụp xa. À, okay. Đầu kia cũng con sông và đầu này cũng con sông và đang khoảng cách không gian đang rộng như này nhá. Phải vài cây đấy, em ạ. Nhìn như thế vài cây phát là ok, sau khi tôi làm xong tôi sẽ gập cái ảnh lên lại thành những cái miếng gập sát nhau, được không ạ? Người ta gọi là rút ngắn khoảng cách và người ta có thể có cái poster người làm thử biểu như vậy rồi. Lúc này tôi sẽ làm cho bạn chiêu thức nhá. Là tôi chọn vào đây paste. Tôi sẽ chọn đến phần thư viện ảnh và tôi chọn đến thiên nhiên. Trong phần này thì tôi sẽ có một cái hình thiên nhiên như thế này, khá dài. Và nguyên tắc của cái ảnh mà muốn biến được trở thành công cụ brush thì phải làm sao mất đường link. Nhìn không ạ? Chọn là thôi. Mà thấy là tôi sẽ vẽ được cái hình này nhá. Bút rồi đây. Rồi. Lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là tôi sẽ vẽ một cái nét dài từ đây đến đây và tôi ấn vào đây thì có phải là cái ảnh tôi được nhỉ ạ? Nhưng mà chỗ này lại được cái này, dùng cái này, cầm này, phình ra. Cầm này nhá. Em nhìn thấy phình ra chưa? Nhìn nhá. Cầm này phình ra. Ok, sau đó thì cầm điểm này tôi sẽ cho nó ngắn lại. Và chơi tròn là cầm này, nó giống như cái bình lọ không ạ? Tôi cầm điểm này và tôi nối vào đây này. Ok, thì nó sẽ gập khúc vào đây. Nhìn thấy gập khúc chưa? Tôi cầm điểm ngoài cùng nhé. Cầm này xé ra đây thì các bạn có thấy nó to ra nhẹ không? Bạn nhìn thấy tôi gập ảnh chưa? Ok, cầm điểm này, cầm đây kéo vào đây. Và cũng tương tự như vậy, tôi cầm điểm này tôi sẽ kéo ra đây. Và cái này, điểm này tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo vào đây. Đó. Bạn biết tôi quảng cáo cho màn hình LCD không ạ? Ok, thì đây là chiêu thức gập ảnh của cái phần đó là Illus. Và cái này các bạn quảng cáo cho máy ảnh được. Có nghĩa là khi bạn chụp ra nó sẽ ra rất nhiều cái ảnh mà nó rút ngắn khoảng cách này lại thành một. Có nghĩa là xa như thế nó gập lại thành một ảnh. Thì nó sẽ gọi là rút ngắn khoảng cách. Cũng có thể người ta quảng cáo cho máy ảnh bằng cách là người ta nhìn qua cái ống kính, nó nhìn thấy mắt của con khủng long. Em hiểu chưa? Bởi vì em có thấy là nếu mà đến gần con khủng long ăn thịt đấy. Nhưng mà tôi vẫn chụp được tận mắt nó và nhìn rất kỹ chi tiết của mắt là có nghĩa là chụp xa thế. Đúng không ạ? Hiểu cái đây chưa đã? À, nên là các bạn biết là có rất nhiều người ta khi quảng cáo người ta có thể dùng những cái giá trị về em bé. Em biết em bé chưa? Da của em bé thì nó rất là nhạy cảm. Và khi mà chúng ta dùng phấn ấy, các bạn biết quảng cáo cho phấn không ạ? Người ta lại không dùng cho cái người phụ nữ mà người ta dùng cho em bé. Mà dùng ra cho em bé thì em bé lại rất là ngon, không bị sao cả, không bị dị ứng cái gì đấy. Có nghĩa là cái sản phẩm của bạn rất là tốt. Hiểu cái đấy chưa? Đấy, ok. Tiếp theo.
Vậy đấy, cái đối tượng số 2 của chúng ta nó là biến dạng về hình. Cái biến dạng về hình này tạo ra một số cái bố cục theo kiểu ngẫu hứng. À, chúng ta sẽ chọn nó một cái màu. À, chúng ta sẽ chọn cho nó một cái viền và mất đi. Tôi sẽ ấn vào đây là Ctrl C và Ctrl F. Tôi kéo đối tượng sang trái và tôi chọn cho nó một cái màu sắc khác. Lúc này chúng ta chọn vào đối tượng này và chọn vào biểu tượng này, biến hình dạng hình này. Cái đầu bút này to hay nhỏ bằng cách bạn tích lũy vào đây. Đây độ to nhỏ của nó đây. Tôi sẽ chọn vào 100 thì tôi sẽ chỉ cho nó rơi vào khoảng 70 thôi. Nhỏ hơn. Nhìn thấy hơn ạ. Nào các bạn nhìn này, cầm này, vuốt vào đây. Cái này vuốt ra ngoài, cái này vuốt vào đây. Ok, các bạn có thể làm cho những biểu tượng là sơn chảy các kiểu đấy thì có thể là sô-cô-la. Và tất nhiên cái này có thể cho ảnh được vào không? Được, ok. Vậy thì đây là giá trị đầu tiên mà của các bạn làm. À, cũng tương tự như vậy thì có nhiều người người ta thiết kế bằng cách như sau, là tôi sẽ chọn vào biểu tượng về nét. Không biết mọi người đã học về nét rồi đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng màu trắng, Civic. À, copy đây một tí và dùng lệnh là Ctrl D. Cái này quảng cáo cho mì hoặc là thuốc Fugaka nhé. Như này chưa ạ? Cầm này, gạt này. Ok, tạo ra một ngẫu hứng về chơi chơi hình rất tốt. Người ta gọi là trang trí. Người ta sử dụng cách này. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây liên quan đến một sản phẩm liên quan đến những cái giá trị về văn hóa như là thời trang và đồ ăn uống. Các bạn sẽ chọn là Ctrl C, Ctrl F. Tôi sẽ đẩy từ trái qua phải. Với một nền tảng chọn vào đây, màu này tôi sẽ chọn là một màu nâu. Nhìn nhá. Đối tượng số 2 tạo ra độ xoắn cho đối tượng. Tích vào đây một cái nhìn này. Tôi sẽ chọn đối tượng này và tớn vào đây. Tích nhá. Nhìn không? Cái này làm rất hay. Ok. Thấy chưa? Có giấy giống chất thời trang ạ. Thấy chưa? Nhưng nếu mà tôi tích đúc vào đây và tôi chỉnh vào cái này không phải 70 nữa mà tôi chỉ chọn vào 40 thôi. Cái này tôi cũng chỉ chọn 40 thôi. Thì câu chuyện vòng xoáy của tôi bé hơn rồi, tôi sẽ cầm này tôi xoáy thêm cái này nữa vào đây. À, đẹp luôn. Thấy chưa? À, tạo ra họa tiết hoa văn, nhưng cái này có thể làm ra biểu tượng cho một cái biểu tượng về menu cho một nhà hàng ẩm thực Việt. Đúng không ạ? Rồi, ok, tiếp theo. Rồi, cái này sẽ làm ra cái gì? Thì chúng ta cứ làm thôi. Có những cái rất buồn cười, Ctrl C, Ctrl F. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Thực ra là làm cái này em phải mất công á. Có nghĩa là có thời gian nghiên cứu là tôi vặn đoạn này có đẹp không? Tôi vặn đoạn kia có đẹp không? Thì tôi đảm bảo cho bạn biết là sẽ là nhiều thứ hay. Chọn vào đây. Nhìn nhá. Cầm lấy đoạn vuốt ra ngoài thì nó được nha. Nhìn vuốt này. Đấy, thì đây cũng là một bố cục. Ok. Các thấy không? Đây cũng là một vô cục cho các bạn lựa chọn. Vậy thì cái này là vuốt vào trong được rồi, vậy vuốt ra ngoài được không? Vậy vuốt vào trong được không? Thì ok, tôi sẽ vuốt vào trong cho bạn xem. Này ạ. Và cái này tôi nói là cho bạn biết là người ta chuyên gia vẽ những cái biểu tượng như là cái lá dừa, à lá chuối. À, tôi chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Dành cho truyện tranh mà, nhìn chưa? Tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Này là chuối đấy. À, tất nhiên chọn màu xanh lá cây. Chọn 1, chọn 2 và vứt bỏ đi phần thừa bằng công cụ Shift M. Thấy chưa? Cái này rất là đơn giản, bạn chỉ cần cầm kéo này, cái chuyên nghiệp luôn. Giống lá chuối không? Đúng không? Tại sao lại nói lá chuối này? Bởi vì làm sao? Người ta có những cái phong cách mà các bạn cần xem. Và thấy thì vẽ cái đấy nó có ý nghĩa gì đấy. Ok, chúng ta chọn vào thiết kế đi. Chọn vào thiết kế này. Chúng ta chọn vào bánh trung thu. Nha, các bạn nhìn đâu nhở, bánh trung thu. Đây à, tôi sẽ cho bạn xem một cái phong cách mà vẽ toàn bằng theo kiểu này. Đặt mấy cái lá đây, em nhìn thấy cái lá chưa? Vậy tôi có thể vẽ một vài cái lá kiểu như dạng 2D và tôi đặt mấy cái bánh lên được không ạ? Đấy, cũng là một phong cách nhá. Người ta gọi là phong cách giữa thật và giả. Bánh là thật nhưng cái lá chuối ở dưới thì lại là rẻ. Vậy thì tôi có thể đặt giò lên được không ạ? Có rất nhiều cái cửa hàng bán giò vào dịp Tết đấy, đúng không ạ? Ok, thì đây là chính là tôi đã vẽ cho bạn xem về cái lá chuối đó. Và tất nhiên là chúng ta cũng có thể chọn một phương pháp tiếp theo là tôi sẽ chọn vẽ một cái hình như này. Và cái này có ảnh chú gà được không ạ? À, nói chia sẻ cho mọi người biết mà là đây, tôi sẽ chọn vào đây, vẽ chơi chơi nhá, chọn vào đây, thấy chưa? Mọi người có thể chọn cái phương pháp là nó sẽ đổ ra ngoài như này đúng không ạ? Rồi, bẻ cong xuống đây một tí.
Rồi, dùng phím A, tiếp vào đây. Cái gì của chúng ta cũng có thể làm ra được. Vấn đề là có nghĩ không thôi. Xong chưa? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 vì chúng ta trên tròn là xóa cái hình này đi bằng công cụ Shift M. Rồi, sau khi đã làm xong tôi có được lá thứ hai. Cái lá này có thể là màu đậm. Đây là về thiết kế nhá. Còn nếu không thì chúng ta cứ để nguyên cái này và dùng công cụ này và chúng ta vẽ cong như này thì tự khắc chúng ta có được cái nét thứ hai, hiểu không? Sau khi đã có một nét số 1, số 2 xong thì bạn có thể có cái số 3, tôi chọn 1, chọn 2. Tôi ấn vào lệnh là Object, tôi chọn vào Confirm Path và tôi chọn vào căn chuẩn số 8 là biến thành 1. Và đã biến thành 1 rồi thì tôi sẽ chọn vào File và tôi chọn vào Paste. Câu chuyện lúc này tôi sẽ chọn vào phần thư viện ảnh, tôi chọn vào phần đồ ăn thì chắc chắn là sẽ dính. Sau đó thì chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn một cái hình. Ví dụ nó dài dài thì chúng ta sẽ chọn dài dài, mà chúng ta chọn ngắn ngắn thì chúng ta sẽ chọn ngắn ngắn thôi nhá. Đây các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ có những cái hải sản như này. Ok, kéo đây, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 thì bạn sẽ thấy là đây là gọi là tạo hình. Cái này màu đen nhá. Nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là cái hình này các bạn có thể để viền được không? Ok, tôi sẽ chọn một cái viền màu đỏ. Làm cái gì cũng phải tính mà, đi đúng vào đây, chọn một cái màu đỏ cho tôi. Được chưa? Đấy. Em thấy chưa? Có nghĩa là cái bố cục đó có phải dừng lại để cứ vuông tròn tam giác là tôi vẽ thành hình lá chuối. Được chưa? Thậm chí sau này bạn có thể vẽ chân dung của bạn vào và bạn đặt cái hình bên trong cũng được mà. Và tất nhiên để muốn có độ sâu thì bạn cũng nên cân nhắc là chúng ta có thể chọn qua effect, chúng ta có thể chọn vào style và chúng ta chọn vào inner ground để làm sao làm cái bóng cho đối tượng nó phát quang nhìn xung quanh chưa. Cái phát quang là nhiều ấy thì tùy thuộc vào số năm, bạn lăn nhiều lên thì tự khắc nó phát quang nhiều, nhìn thấy phát quang nhiều chưa. Nhưng cái này chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn một cái màu đậm hơn và chọn vào biểu tượng hòa trộn là multi thì câu chuyện nó sẽ làm sao tạo ra nhìn thấy giống như độ sâu chưa. Ok, vậy thì cái này tôi sẽ lăn thấp thêm một tí. Làm như chơi mà chơi như làm. Đó, ok được chưa? Xong rồi. Bạn nhìn cái hình của tôi chưa? Đấy là cách gọi là cách tạo hình bằng công cụ này. Tiếp theo, cũng có thể là chúng ta sẽ vẽ một số cái sản phẩm thì tôi chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F và chúng ta đẩy từ trái qua phải. Với một tỷ lệ. Được chưa? Xíu ít nhá. Nào, chúng ta chọn một cái này được chưa? Cái này nha, bản chất của những cái này nó nằm ở đâu? Thực ra nó nằm ở trong Photoshop, nó chính là phần Liquify, là chuyên gia về nắm đồ. Cái bài Photoshop của tôi nó bị căn bản nó bị hỏng cái thể hiện đó. Cái này là làm gọi là mũi bé lại. Cái này là làm cho mắt to ra và làm ngực to ra, làm mông to ra là do cái này đây ạ. Trên Photoshop nó chính là cái này luôn. Ví dụ nha, em đi chụp ảnh nhé, ví dụ như mắt của chú rể, mắt bên này to, mắt bên này nhỏ, ok, chọn ở đây chỉ phát được hai mắt bằng nhau, được chưa? Mắt bé quá đúng không? Cho to này, ok, xịt hai, xịt quá phát là to luôn, mắt to luôn, đẹp long lanh luôn. Thì các bạn sẽ thấy là bạn chỉ cần search biểu tượng này thôi, toàn bộ tất cả như này là nguyên tắc về biến hình, nhưng mà trong Inut thì nó chỉ có giá trị là tạo ra hình như này thôi. Ok, tôi cầm này, tôi kéo đây. Đúng rồi, chính xác. Đấy, bố cục là những bò sữa. Ok, rất tốt luôn. Thế thì bò sữa thì chúng ta phải làm như này. Không sao cả, bởi vì chúng ta chọn vào đây rồi đúng không? Chúng ta chọn vào đây, giữ phím An, chọn vào đây. Giữ phím An, chọn vào đây, chúng ta sẽ có. Chia sẻ cho mọi người biết, có những quyển sách người ta làm như này. Có những quyển sách người ta vẽ chất vẽ nó sẽ cực kỳ ngộ nghĩnh. Và tôi chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào ăn cắt ra một công cụ Shift F7 và chọn vào Pathfinder và giao nhau thì nó sẽ tạo ra ngay, được chưa? Và sau khi đã tạo xong này thì các bạn yên tâm một điều rằng chúng ta sẽ chọn vào File và chúng ta chọn vào Blade. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây là một hình con cá. Đây rồi, con cá rồi. Chọn vào đây. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và không thì em kiếm một cái hình khác cũng được, có ai bảo sao đâu, nhìn chưa? Tạo hình rất tốt đúng không ạ? Rồi, phần thứ hai bạn có thể kiếm được sữa được không ạ? Ok, chọn vào sữa, với mấy con bò này bạn cho vào đây cho tôi là ngon nha. Thấy chưa? Nha, nhìn như này nha, nhưng mà người ta vẽ thêm cái đầu bò đây này. Vẽ một cái đầu con bò ở chỗ này, riêng cái đầu con bò. Thì các bạn sẽ thấy là cảm nha, nó lại làm theo kiểu giống như bức tranh trừu tượng ấy.
là bình thường cái ví dụ như cái vú con bò nó phải nằm ở dưới đúng không? Thì bây giờ lại nằm ngang. Đấy, đấy là giá trị mà tôi đặt khác. Để tôi đặt text vào đây, tôi đặt đầu bò vào đây thì nó mới tạo được tín hiệu khác biệt chứ. Và bạn yên tâm một điều rằng nếu mà làm tốt đấy, bạn sẽ làm cái hộp sữa mà nó nằm ngang này giống như con bò đang nằm trên thảm cỏ. Bạn hết là xếp mấy cái hộp sữa chưa? Ok, vậy thì giữa ở dưới tôi chỉ cần là làm một cái biểu tượng màu xanh. Và sau đó tôi lên trên hàng mã tôi sẽ kiếm những cái mà làm chất cỏ giả đấy em. Nó giống như là cái cỏ mà chúng ta đã sân đấu đá bóng đấy em. Ok, tôi dần dần dán với tôi đặt mấy hộp sữa đấy tôi chụp. Các bạn yên tâm điều rằng cực kỳ ấn tượng. Vấn đề là mình làm quảng cáo thì phải có nhiều ý tưởng nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái phần nữa là chúng ta sẽ đến cái này. Như này chưa? Cái này là tạo răng cưa cho đối tượng về viền của cái ảnh của chúng ta. Chúng ta chọn vào đây. Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta sẽ cầm về, chúng ta kéo vào đây và chọn một cái màu. Thì các bạn có nhìn cái hình này nhá, xếp ít nhá. Nhìn cái này chưa? Chúng ta sẽ cầm về, chúng ta lăn lên chuột nhà, ok, thế là được luôn. Đôi lúc chúng ta thiết kế không nhất thiết phải quá nành nặng mà có thể làm theo cách như này được. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, đó là liên quan đến gà. Mọi người đi Bixi bây giờ chưa? Đây thỉnh thoảng gặp một vài cái gà qué nó chỗ này này. Chỗ đấy nhá. Rồi. 99.000 một con gà. Đấy ví dụ tôi chọn đây nhá, tôi chọn nét bút to lên. Không phải 40 nữa mà có thể là 70. Tôi chọn vào đây là 70. Ấn ok, nhìn cái này chưa? Cái này là chuyên gia tạo ra tung tóe. Cầm vào đây ấn vào đây. Đấy. Ghi số 99 vào đấy. 99.000 vào đấy. Đặt một cái hình ảnh đùi gà vào đây là xong. Câu chuyện của chúng ta đã có ở Bixi nó làm cái này thường xuyên. Không tin vào mà xem nhập một vài cái báo mà nó khuyến mại là có cái này đấy. Nha. Cái này gọi là tạo ra tung tóe cho đối tượng đó. Được chưa? Và đôi lúc khi mà các bạn làm với thiết kế theo chiều dọc chẳng hạn như này. Ok, tôi sẽ chọn vào giải pháp như sau, đó là chọn vào màu xanh. Ctrl C và Ctrl F tôi sẽ kéo xuống một tí. Tôi chọn màu này. Bình thường khi mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ tung tóe như này đúng không? Em nhìn thấy tín hiệu cho này chưa? Người ta có thể quảng cáo cho sữa được đấy. Đợt này cho sữa được này. Đấy, giống như giọt nước rơi xuống ạ. Nhưng mà phải làm mềm hơn tí. Đúng không? Đó, thì đây là một trong những cái tín hiệu mà chúng ta đặt trên một cái ảnh, dưới là một cái ảnh. Cũng có thể là làm theo cách bố cục như này được. Tiếp theo, tạo răng cưa đẹp nhất thì người ta dùng cái này. Cái này thì mình thích nhất. Đó là gì? Ctrl C, Ctrl F. Tôi sẽ đẩy cái này lên ở trên. Tôi sẽ chọn một cái màu. Cái này là màu đậm. Được chưa? Công cụ cuối cùng là công cụ răng cưa mà mình dùng nhiều. Tích vào đây. Nhìn này. Sau khi tôi làm xong này thì tôi phải tích đúp vào đây. Thì ở đây nó có biểu tượng như sau là cái số của chúng ta là 0 là áp dụng trên và dưới. Còn 90 là ngang hai bên. Ví dụ tôi tích vào đây này. Thì chọn một đối tượng nhá. Đấy các bạn có nhìn thấy không? Nhưng mà tôi ấn răng cạnh không có tác dụng. Nhìn này, không có tác dụng nhá. Nó chỉ có tác dụng trên dưới thôi. Ok, vậy tôi tích vào đây nhìn này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái răng cưa của này nó làm cực kỳ tốt luôn. Đấy, thấy chưa? Chuyên nghiệp chuẩn. Ok. Thấy chưa? Tạo rất đẹp. Và tất nhiên thì người ta sử dụng cái này người ta đặt mọi người sẽ nhìn thấy một cái sản phẩm của chúng ta đó là làm về phim. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là text. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta vào đây. Ctrl Shift O để trở thành đối tượng thường và chọn cho nó một cái màu để có vẻ màu đỏ không ạ? Cái này làm rất hay bằng cách để chọn đây này. Nhìn này. Rồi. Ok. Sao? Vấn đề là chúng ta thích cái ý tưởng thì chúng ta sẽ làm thôi. Tôi được cái nên tôi nhìn nhiều đâu chưa? Có ổn không ạ? Ra chất ngay. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhớ điều rằng mỗi một công cụ không phải dừng lại ở chỗ là chúng ta chỉ làm cho một thứ đâu ạ. Quan trọng nhất là em có đi xem nhiều không? Ví dụ tôi cũng hay đi xem phim ma chẳng hạn. Tôi nhìn thấy cái này vậy đi. Ồ, vậy cái này có thể làm một công cụ này không? Thì đấy là câu chuyện đặt vấn đề. Thì chúng ta mới làm mới tốt được.
Chứ bây giờ bảo là mỗi công cụ này ra thì ví dụ inox nó chỉ bảo là à, cái này nó biến đổi về cạnh này cạnh kia chấm hết, thì em sẽ không bao giờ làm có nhiều ý tưởng được. Ý tưởng nó bắt nguồn từ đâu? Đó là chúng ta đi xem nhiều, đi làm nhiều thì mới ra. Tôi thề cho bạn biết là có rất nhiều bạn học sinh ấy đặt câu hỏi với tôi, thì thực sự cũng rất là cảm ơn, bởi vì bạn đặt câu hỏi như thế thì tôi lại phải tìm. Và vấn thứ hai là bảo là thế cái này làm kiểu gì, thì câu chuyện là chúng ta bắt đầu là phải tư duy, là khi mà tư duy như thế thì chúng ta được gọi là học ngược. À, chúng ta sẽ có, và cứ mỗi một năm thì cái inbox lại có thêm một cái mới, có nhiều người lại đặt cho tôi nhiều câu hỏi khác nhau. Ok, thì giáo trình lại có cái mới chia sẻ cho người Huyết nhá. Đây ạ, nhìn chưa, chúng ta có thể làm được ra cái này. Và để muốn cho nó dài hơn thì chúng ta nhìn này, cầm này kéo xuống, có thấy kéo xuống không ạ? Có nhìn thấy cái này, có phải là kéo xuống còn gì nữa? Ok, kéo xuống, cái này kéo chảy chảy xuống nữa thì nó ghê hơn. Ok, chọn vào đây. Đấy, như này có tốt chất không? Em có thể làm cho rốc được không ạ? Em có thể làm cho biểu tượng về áo đồng phục là ngon, thiết kế những cái áo bên nước ngoài là ok đấy nha, được chưa? Rồi, đã xong. Tiếp theo xem chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ học đến bình xịt. Nhìn chưa? Bình xịt này làm nhiệm vụ gì? Để xịt ra. Thấy chưa? Nhiệm vụ chỉ là xịt ra thôi. Vậy thì ví dụ em có một con chim thì em xịt ra 1.000 con chim. Đây chính là phiên bản khuyết thiếu của công cụ bút ngẫu nhiên. Được chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ quay trở về với câu chuyện đó là chúng ta tạo hình bằng công cụ hoa đào. Hoa đào có mấy cạnh nhỉ? Chắc 5 cạnh thôi. Tôi chọn một bông hoa như này được không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ biến cái này trở thành một cái gì á? Bông hoa bằng cách chọn effect. Chọn vào đây và chọn vào biểu tượng nào. Có phải là bông hoa là cái này không ạ? Cái bài này là bài cũ nhá, không phải bài mới đâu, mà cứ chọn ra, nhìn thấy chưa? Hoa đào có ngay. Rồi, sau khi làm xong, các bạn có đồng ý tôi lại tiếp theo Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa. Tôi sẽ phóng to thu nhỏ vào trong. Các bạn có thể chọn một cái màu, đó là màu đậm hoặc màu nhạt. Thấy màu đậm chưa? Màu này có thể nhạt hơn được không? Hồng phai tí. Nhìn chưa? Quét qua cả hai, tôi dùng lệnh là Alt Ctrl B thì các bạn có thấy là có phải chuyển hình không? Vậy chuyển hình nhiều ít thì được tích vào đây, thì bạn có thấy là tôi sẽ chọn cái này không ạ? Năm chuột nhá. Nào, cho mềm này, có thấy mềm chưa? Êm chưa? Có khối rồi đấy. Cách làm thôi. Sau đó bạn nhìn này, chỗ này chưa êm lắm, tích đúc vào thì có phải chỉnh được cái bông bên trong không? Kéo ra ngoài cho xem. Nhà nó có rất nhiều chiều nha. Cái này em có biết người ta vẽ cái cây thông Noel không? Thì cái này nó có giống như này, nhìn này, cầm này kéo lên trên này, giống như cây thông. Bạn chỉ vẽ cái răng cưa thôi, là ra đấy, hiểu cái này chưa? Đấy, tôi tư duy nhiều kiểu lắm, nhìn thấy chưa? Chọn vào đây, giữ ship tôi thu nhỏ vào đây một tí. Thấy chưa? Bên trong đậm, bên ngoài nhạt, ngon rồi đấy. Rồi, xong. Tiếp theo, sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào công cụ ship B và bắt đầu vẽ một trực tiếp như sau. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là một cái màu vàng, tôi vẽ vào đây. Được chưa? Ok, tôi cầm vào đây, tôi vẽ vào đây. Rồi, vẽ nghĩ rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp chứ. Kiếm tiền mà chả chuyên nghiệp. Ok. Rồi. Đấy. Rồi. Xong hoa đào. Hơi điêu tí nhưng mà thôi, cứ tạm vậy. Có chưa? Rồi, ok, copy ra đây một tí nữa. Và chúng ta sẽ xoay cái chiều đây, bớt chuyên nghiệp rồi đấy. Thu nhỏ lại. Được chưa? Và chúng ta tiếp tục chọn vào đây và chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí nữa. Lúc này tôi đã có ba cái bông này đúng không? Quét qua tất cả đối tượng này, vất vào symbol. Nhìn chưa? Cái nguyên tắc bình xịt này thì phải dùng symbol. Còn không thì không được. Ok, vậy thì tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi ném một phát vào. Nhìn chưa? Nhìn này, ok. Đấy, được luôn. Nhìn chưa? Rồi, xong. Sau khi làm xong, bây giờ công việc của chúng ta là vẽ ra một cành đào. Đồng ý không ạ? Chọn là ship B. Cho to đầu bút này bằng cách tích đúc vào đây. Ship B cho nó to lên một tí. Vẽ cành đào nhảy, được chưa? Rồi, chọn một cái màu, đó là màu nâu. Hơi điều đi như này nhỉ? Vẽ cành đào nhá. Ok, chọn vào đây. Được chưa?
rễ cây ok cho nó này. Rồi tiếp. Không yên tâm, mình là người biết vẽ nên là không phải sẵn. Những cái chuyện này nữa là chuyện là thường liên. Đấy, được chưa? Ok. Tất nhiên là vẽ một dòng sông thì cũng không có gì đúng không? Đấy, ví dụ cỏ. Đấy, rồi cỏ. Xong chưa? Rồi, chúng ta có thể vẽ thêm nhá. Các bạn có thể vẽ thêm với cái nét bút nó khác biệt đi một tí được không ạ? Tất nhiên vẽ con lá cây đàng hoàng, chúng ta sẽ vẽ ra nhiều cành hơn. Được chưa? Rồi, sau còn lại là chúng ta đã xong. Lúc này việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chọn vào bình xịt. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào symbol và chọn vào đây đúng không? Thì cái bình xịt chúng ta nhìn là xịt ra. Ok, đã có hoa đào. Hơi điêu tí nhưng mà lại đẹp. Đấy, thế là đào nở rộ, được mùa mà. Được chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái này có thể quảng cáo cho Omo được không ạ? Cái này có thể quảng cáo cho nước hoa được không ạ? Cái này thôi, vậy thì mới đặt ra câu hỏi và thế vậy thì cái này có thể dùng bằng ảnh để xịt ra là không? Rồi thì chúc mừng em, nó dùng được bằng ảnh. Thế như lại dùng được bằng ảnh em ạ. Vậy thì bây giờ tôi cũng có một viên ngọc trai, tôi có thể xịt ra 1000 viên ngọc trai không ạ? Tôi có một vitamin E, tôi sẽ xịt ra vitamin E rất là nhiều. Thì các bạn nhìn này, ở đây tôi sẽ ấn vào Ctrl Z cho bạn lựa chọn lại nhá. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ok, Ctrl Z lại này, thầy bẩy một phát từ đây đến đây cho nó đơn giản thôi. Đầu tiên ít nhảy thôi đã, xong chưa? Và tất nhiên là bạn yên tâm một điều rằng cái chuyện tạo hình vào mùng 8 tháng 3 đấy là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy cầm này. Được chưa? Ra số 8 chưa? Tiếp theo này, số 3 này. Chúng ta có thể vẽ rất là đơn giản. Ok, tạo hình rất dễ nhá. Nó là bản khuyết thiếu của công cụ bút ngẫu nhiên. Bút ngẫu nhiên chưa tạo ra kênh alpha đúng không? Không độ xa gần đây, nhìn này, phóng to. Thì bạn nhìn này, trong công cụ bình xịt của chúng ta, công cụ đầu tiên gọi là để xịt ra. Được chưa? Công cụ thứ hai là điều chỉnh vị trí của cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra. Ví dụ cầm đây, nhìn này, cầm này, kéo nuôi cho này một tí, cho này hòa xuống này móng để chỗ này, được chưa? Thấy chưa? Điều chỉnh vị trí mà. Vậy thì tôi thích nó nằm ở trên đâu đấy là việc của tôi. Còn trong bút ngẫu nhiên không làm được điều này. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Rồi có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì nhưng mà em thấy là trong cái bút ngẫu nhiên nó điều chỉnh được độ to nhỏ, mà cái này có điều chỉnh được độ to nhỏ không? Máy đang treo. Đấy. Ok, bình tĩnh. Nào, chọn nào tiếp theo nhá. Nhìn này. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí thứ hai, cái này là gọi là co cụm lại, bạn tích vào đây thì nó sẽ co cụm lại. Rồi trời. Chọn vào hình quên mất. Co cụm lại này. Đúng chưa? Và giãn ra bằng công cụ phím an, giữ phím an nhá. Bạn tích vào đây thì tự nhiên tất cả những text này nó sẽ tự giãn ra cho bạn. Nhìn nó giãn ra chưa? Nó tránh xa ra chưa? Co cụm lại và giãn ra thì lại tùy thuộc với cái này, được chưa? Tiếp theo, có nhìn này không ạ? Đây chính là phần to nhỏ của bạn đây, vui cực luôn. Bắt đầu hoa đào, hoa cải, bắp cải đã mọc rộ rồi đấy. Đấy chưa? Vậy thì các bạn có thấy là trong một cành đào nó có to nhỏ bao giờ cũng đẹp không ạ? Ok, vậy thì cái này điều chỉnh được to nhỏ nhé, các bạn nhớ nhá. Những bạn thời trang hãy dùng cái này trang trí trên cổ áo nhá. Em biết là có những áo trang phục không? Vẽ như hoa cũng dài rất luôn này. Họa tiết hoa văn em rắc vào đây thì chắc chắn rắc được đúng không? Còn điều chỉnh cả to nhỏ nữa. Quá tuyệt vời. Xong chưa? Vậy thì thế vậy thì cái kia có xoay được không? Cái này xoay được nhá, các bạn nhớ nhá. Cái này xoay còn chủ định này, cầm này xoay. Xoay hướng của hoa đào, nộn người hết xuống này, nhìn không? Rồi, xoay nhá. Rồi, tiếp theo. Cái này nó kinh hơn so với phiên bản bút ngẫu nhiên, đó là có tính năng đổ màu cho đối tượng. Đây đổ màu đây ạ. Và tôi muốn để ra là Tết năm nay là ở miền Bắc rồi, nhưng mà em muốn rằng cái cây này là cây mai được không ạ? Cây mai nó khác cây đào chứ nào? Chỉ vậy thôi. Kinh chưa? Nào, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn một cái màu. Ok, chúng ta chọn một cái màu vàng thôi. Thấy chưa? Vậy các bạn có thấy là trong cái xà phòng của chúng ta có nhiều loại xanh đỏ tím vàng không? Đúng chưa? Rồi, tích chúng vào đây. Nhìn nhá. Do là chúng ta khi chọn vào đây nó sẽ ở dưới dạng đó là đen trắng, nên bạn chọn vào color. Nhìn color chưa? Sổ cái menu này xuống và chọn vào CMYK thì câu chuyện chúng ta đúng màu.
Và sau khi đúng màu xong rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cho là tích nút vào đây và bắt đầu xịt. Ví dụ đây là 200 đúng không? Chúng ta tăng lên 300. To hơn chưa? Tích vào đây một cái. Nhìn này, đấy, có màu khác này, tích vào đây một cái. Đấy, tích thêm cái nữa. Đấy, ra màu rồi. Rồi, tiếp theo chọn màu khác. Tôi sẽ chọn ở đây màu xanh. Thấy chưa? Xanh đỏ tím vàng. Đó. Thấy chưa? Có màu xanh. Rồi, màu lá cây. Chơi thêm màu. Nhìn chưa? Đấy, trò này vui cực luôn. Được chưa? Bây giờ bạn thích màu gì được màu đấy. Ví dụ màu đỏ, có màu đỏ luôn. Nhá, màu đỏ nhá. Nhìn này. Tích vào đây, yên tâm vào đầu. Chúng ta sẽ tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Tích nhiều lần thì tự khắc nó sẽ làm ra màu đỏ. Vậy thì có nhiều người bảo thế, vậy em muốn quay trở lại ảnh gốc ban đầu được không? Thì người ta giữ phím An. Giữ phím An tích vào vị trí nào thì nó trở về cái ảnh màu sắc của đối tượng ở vị trí đấy. Nhìn em màu đỏ màu hồng chưa? Hiểu phím An chưa? Rồi. Tiếp theo, chọn vào đây. Đây là kênh alpha. Khi bạn chọn vào đây, bạn tích vào đây một cái thì tự nhiên cái ảnh nó tự xa xa gần nhìn đấy, nó còn điều chỉnh xa gần. Tích một cái sẽ là xa đi tí nữa. Ok, chọn vào đây, nhìn chưa? Em thấy mờ dần không ạ? Đấy, thì cái này nó điều chỉnh được xa gần, to nhỏ, vị trí các kiểu. Thì đây là một trong tính năng nó khác biệt so với phiên bản mút ngẫu nhiên cho các bạn. Thì với cái tính năng này thì các bạn có yên tâm một điều rằng chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào blade. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện này và chúng ta chọn vào OMO. Nói chúng ta làm luôn. Trong phần OMO thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng đây là ảnh PNG. Và chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta vẽ ra một hình. Thì nào ạ? Nguyên tắc của hình này phải cắt đường link nhá. Nhớ chưa? Cắt link giờ này. Chọn vào đây. Cầm đối tượng này ném một phát vào. Có luôn cái bút. Nhìn chưa? Vậy tôi hỏi bạn nhé, sau này tôi kiếm một cái cành đào là chắc chắn là trên mạng có sẵn là cái nải thật luôn. Việc hoa đào á, kiếm bông vài bông hoa đào này chỉ việc làm sao cầm mình xịt này xịt ra nó đẹp luôn. Đúng không? Chỉnh to nhỏ cho bút này. Thấy to chưa? Rồi, có xoay không? Xoay. Nhìn chưa? Xoay được này. Rồi, muốn đổ màu không? Tích vào đây, chọn màu. Tôi chọn cho hoa hồng vàng cho bạn xem nhá. Đây, màu hồng vàng. Chọn vào color, chọn vào sổ xuống và chọn vào CMYK. Nhìn này xịt một cái. Thấy nhiều hoa vàng chưa? Xịt cái thứ hai, vàng hơn. Tiếp theo, bạn có thể chọn màu xanh dương. Đấy thì nó có rất nhiều trạng thái cho các bạn lựa chọn. Nhìn nhau, trông thú vị không? Đấy nha, đây là ảnh nhá. Hiểu không ạ? Vậy thì cách trò này là trò rất là vui khi mà chúng ta thiết kế những cái từng bừng. Em có biết cái tròn mà người ta ghi cái giảm giá 30% không? Giảm giá 30%, giảm giá 60%. Em sẽ ghi đấy nhá, giảm giá 50%, giảm giá. Em đặt một cô gái như này. Đặt bàn tay như này này. Thổi nhẹ nhá, tạo hình. Ví dụ chúng ta không kiếm được cái đấy nhá. Bảo một đứa công ty. Được chưa? Bảo một đứa xinh gái đứng ở đây, đứng phông xanh cho tôi, được chưa? Chụp, thổi nhẹ cái, lấy máy ảnh chụp lại. Sau đó chỉ việc làm sao cầm cái đấy vẩy một phát ra bằng cái bình xịt này thì có vẻ nó thổi ra là 50% bay đao à, 20% à. Đấy là ý tưởng thôi, còn vấn đề là chúng ta làm được đúng không? Và cuối cùng là sao à, vậy thì chúng ta chỉnh to nhỏ nó được không ạ? Vậy thì nếu mà cái giảm giá 50% 23% đấy mà lại em lại làm bằng vàng đồng sao, thì đấy là ý tưởng của các bạn thôi ạ. Thì đây chính là một cái cách mà tạo ra cái ý tưởng khác nhau. Rồi, các bạn còn nhớ cái biểu tượng là người ta quảng cáo cho điện thoại không ạ? Điện thoại thì cứ mỗi lần điện thoại mới thì bao giờ nó cũng có tính năng của những cái icon mới em. Ok, ví dụ chơi game tôi sẽ cho tất cả icon nó bay này. Bởi vì icon trên mạng kiếm được không? Vậy là bay từ cái điện thoại. Sau đó tôi cho một thằng chơi game trên đấy cực kỳ nhanh và tốc độ đang nước ván trên đó. Đầu tiên tôi cũng phải vẩy ra các công cụ không ạ? Các đối tượng về icon trên cái điện thoại đó, sau đó chồng thằng đứng lên nữa thì cực kỳ ấn tượng. Các bạn sẽ làm theo cách như này, được chưa? Nên công cụ bình xịt là một trong những công cụ mà khá là thú vị, tôi rất thích cái này, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, đấy thì đây là cái công cụ mà tôi chia sẻ cho các bạn. Và cách cuối cùng thì tôi sẽ dạy cho bạn về cách gọi là xuất file, các bạn nhớ nhá. À, để muốn xuất file cho một cái bản thiết kế trong này
thì cái xuất file đầu tiên của các bạn gồm có ảnh, có text các kiểu như này, thì bạn phải chọn vào đầu tiên, đó là chọn vào file và chọn vào pocket. Đây là tính năng tốt từ phiên bản CS6, nên CC thì CC nó có tính năng pocket là đóng gói, và khi đóng gói lại thì bạn sẽ có thư viện ảnh. Phần thứ hai, bạn sẽ có text, phông chữ bạn là cái gì thì nó sẽ gom vào đây, và nó sẽ có file nguồn cho các bạn, nên bạn yên tâm điều rằng là bạn mang file đi đâu bạn cũng không bao giờ bị sợ là lỗi phông hoặc là thiếu hình ảnh, không có chuyện đấy đâu nha. Nó sinh ra cái này để giúp cho mấy cái ông họa sĩ ấy, làm hay quên dính cái này đó. Hồi xưa nó không có này, và cái phiên bản nó lấy từ phiên bản InDesign chuyển sang, hiểu không ạ? Ok, tôi tích vào đây một cái, và sau khi làm xong tôi sẽ xếp lại, nó bắt tôi phải xếp lại, tôi sẽ để ra ngoài desktop nhìn luôn, và tôi nói ok. Đấy, pocket đầu tiên nó sẽ nhảy. Và tất nhiên là cái đuôi của bạn, bạn muốn là để đuôi CC hay là C bao nhiêu đấy là tùy bạn, bởi vì tùy thuộc version của người ta. Ví dụ để đuôi thấp thì bạn sẽ an toàn, nhưng đối với tôi sẽ xếp hai loại, loại thứ nhất là để CC và loại thứ hai tôi để C6 chẳng hạn. Như vậy thì tôi mang đến đâu tôi cũng không sợ, đúng không? Rồi, an toàn. Sau khi mà bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ lưu lại toàn bộ tất cả những file thiết kế của bạn trên đây. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ ấn vào đây. Được chưa? Và chạy rất là lâu bởi vì nó cái file của chúng ta rất nhiều hình ảnh, được không ạ? Rồi, chờ một tí, được chưa? Phần này tôi sẽ đặt đến file của chúng ta là ngoài desktop, và tôi ấn vào pocket. Tiếp theo, ấn ok luôn. Ấn vào đây, không còn sâu nữa, ấn ok. Được chưa? Nào, vậy thì sau khi làm xong, chúng ta ấn vào cửa sổ D ra ngoài, chúng ta sẽ thấy một cái file folder của chúng ta. Thì trong phần này yên tâm một điều rằng có file nguồn, hiểu chưa? Phần này các bạn để làm gì? Bạn tích vào đây giúp tôi để làm gì? Điền thông tin vào Nguyễn Văn A, file thiết kế của công ty này, số điện, địa chỉ điện thoại, email. Để ví dụ như đưa xuống nhà in mà người ta có lỗi không thì người ta còn gọi điện trực tiếp cho ông. Hiểu cái này chưa? Nó chuyên nghiệp này mà. Nhưng không bao giờ chuyên nghiệp bằng InDesign nó còn bắt phải ghi bên trong nữa. Đây tự sinh ra, ông tự ghi nhá. Rồi, tiếp theo. Đường link là cái gì? Đây, tất cả những dạng ảnh bạn đang dùng này. Làm sao chạy đâu được? Dù em dùng ở ổ C, ổ D, ổ E, ổ F không quan tâm. Tuấn bắt kích phát tự vào một chỗ. Xong chưa? Tiếp theo, chọn vào phông chữ. Em nhìn phông chữ chưa? Nên sau này khi mà máy thế nào mà có phông chữ đẹp ấy, ok, pack kit là cái lấy luôn cái folder đây, yên tâm bạn có phông luôn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy tính năng đầu tiên là các bạn phải pack kit cho tôi thì bạn yên tâm. Tính năng thứ hai, đó là bạn chọn là file, và ở đây nó sẽ có file là export. Bạn sẽ có export hai dạng, dạng thứ nhất là như này, Ctrl Shift H này. Bạn nhìn đây, chỉ cần Ctrl Shift H thì cái khổ dưới của chúng ta nằm ở đây chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào export như này thì yên tâm một điều rằng nó sẽ xảy ra là ra cả cái này là đống ảnh luôn. Và đôi lúc khách hàng bạn là chỉ trông muốn chỉ muốn xem một cái này thôi mà. Xem đàng hoàng thế. Đây, nhìn thấy chưa? Xuất file đầu trên file ảnh. Tên trên là đánh tên và dưới là đánh JPG. Đó là cái file ảnh các bạn xuất ra, và khi xuất ra thì các bạn nhớ một điều rằng là ấn vào đây. Các bạn có nhìn thấy là CMYK không ạ? Thì cái này chỉ dành cho in thôi nhá. Cái này mà bạn gửi trên Zalo, Facebook là sai màu đấy. Hiểu cái này không ạ? Vậy thì việc còn lại của chúng ta là chúng ta đổi là RGB hay CMYK đấy, tùy thuộc vào bản chất của các bạn là đang muốn làm cái gì. Được chưa? Phần thứ hai ở đây nó cũng quay tin chính là cái phần là chất lượng ảnh cao hay ảnh thấp. Thì đối với khách hàng mà tôi chưa bao giờ làm thì tôi chỉ để bình thường thôi, để cho xem thôi. Còn không giờ lấy được. Bởi vì sao in mờ không dùng được đâu. Còn đối với khách hàng xịn là xong đi làm xong rồi vuốt phát thẳng lên đây maximum luôn, được chưa? Thì cái này gọi là ảnh chất lượng cao nhất. Ok, ấn vào đây là xong hình ảnh rồi. Giờ tiếp theo, loại thứ hai mà các bạn chọn là file và bạn chọn vào export nhanh thì ở đây nó sẽ có export theo khổ giấy. Cái này cực kỳ quan trọng, có nghĩa là những cái gì thừa bên ngoài không quan tâm, chỉ trong khổ giấy nó mới hiển thị thôi, còn ngoài khổ giấy không nhìn được. Bạn nhìn tớn vào đây thì bạn yên tâm một điều rằng ở đây tôi bây giờ chỉ có một khổ giấy thôi, nó chính là cái này nè em, nên nó chỉ hiện cái bên trong, nó còn bên ngoài nó không hiện đâu. Có nhìn chỗ này chưa? Nhìn thấy chỗ này chưa?
Và vậy thì trước khi làm với cái phần export này, tôi khuyên các bạn hãy dùng công cụ Sipor. Nhìn Sipor chưa? Sipor là một trong những công cụ quản lý khổ giấy. Đây khổ giấy nằm dọc đây, tôi có thể tích vào khổ giấy nằm ngang, dọc ngang khổ giấy. À ok, phóng to. Muốn tạo khổ giấy nhiều được không ạ? Ấn vào đây, nhìn chưa? Tôi tích vào khổ giấy thứ hai. Nhìn khổ giấy chưa? Và tất nhiên là sau khi chọn xong tôi ấn vào thùng rác thì cũng biến mất. Tôi thêm được vậy tôi bớt đi được. Tiếp theo, nhưng mà ở đây nó có một cái quan trọng nhất, đó là chúng ta sẽ chọn vào công cụ Sheet O để tạo khổ giấy đúng bằng hình. Các bạn tạo khổ giấy đúng bằng thiết kế của bạn thì bạn nhìn này, chọn Sheet O, tích vào cái phần thiết kế của mình, tích nhá, tích hai lần thì có vẻ nó đúng bằng thiết kế không ạ? Ok, tích tiếp theo. Tiếp theo. Đấy, sai rồi đấy, đoạn này sai này. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Quên mất, tiếp theo đây. Rồi, tiếp theo đây. Không biết chúng ta có khóa chưa, không biết. Rồi, tiếp theo đây. Đấy, các bạn có thấy là tôi tạo ra khổ giấy không ạ? Rồi, sau khi làm xong, bạn yên tâm vào file, em chọn vào export và đúng này. Cả một đống file. Cũng như là bạn xuất cái nào thì bạn sẽ tích vào đúng cái khung đó thì nó sẽ nhận theo. Và lúc này tôi được quyền chọn, ví dụ tôi muốn chọn một cái này thôi, tôi tắt bỏ tất cả này đi, hiểu không? Ok, ví dụ tôi chỉ muốn chọn cái này thôi, tôi bỏ cái này đi. Bạn thấy tôi bỏ nhiều chưa? Bởi vì tôi chỉ muốn xuất một thằng thôi mà, để cho khách hàng nó đang muốn xem cái này thôi. Ok, xuất nào. Phần thứ hai, các bạn nhớ một điều rằng là đang để ngoài desktop, nhìn thấy đường dẫn chưa? Thứ ba, bạn đã có cơ chế này, ở đây nó có cơ chế PNG, cơ chế JPG. PNG thì bao giờ cũng nặng hơn JPG, bởi vì nó đọc được các thông số của chuyển ảnh trong suốt mà em. Tiếp theo, trong phần này ở đây nó sẽ có chế độ là 1x này xấu, 2x tốt hơn, 3x tốt hơn và 4x tốt nhất. Chẳng hạn như này thì bạn sẽ chọn 4x cho tôi, thì ảnh bao giờ cũng sắc nét và tốt hơn hẳn. Đúng chưa? Rồi, ấn nhá. Xong. Bây giờ chờ đến ngày giải phóng thì yên tâm điều rằng nó sẽ xuất và nó chạy luôn thẳng ra màn hình cho bạn xem. Đấy, cái file thiết kế của chúng ta đâu? Kéo. Đây. Nhìn chưa? Tích đúc vào. Bạn yên tâm, chuẩn chưa? Và cái file này là file mà tôi thường gửi cho khách hàng, đó là khi thiết kế về banner ở trên Facebook, trên bìa thì người ta sẽ thiết kế theo kiểu này. Bạn đi in bạn cũng yên tâm, không sợ đâu ạ. Cái này nó đủ độ to để cho các bạn có thể in được. Mà cũng chả bao giờ có cái giấy mời nào to đùng như này cả. Nó tầm này đã to lắm rồi. Có đúng không ạ? Hiểu cái xuất file chưa? Rồi, tiếp theo. Để muốn xuất ảnh như vậy, bây giờ chúng ta sẽ xuất. Tiếp theo là chúng ta chọn là file và chúng ta chọn là Ctrl Shift S. Đây, Ctrl Shift S đây. Nào, nhớ là một file mới, để tránh trường hợp mà chúng ta không chỉnh file gốc đâu mà chỉnh file mới thôi, để có thể làm ra một cái sản phẩm mới. Thì bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có file đuôi là AI. Còn cách thứ hai, đuôi thứ hai là bạn sẽ để nó đuôi EPS. Em nhìn thấy đuôi EPS chưa? Có hay thỉnh thoảng download một số vector trên mạng không ạ? Ok, vậy thì nó có file EPS này này, chính là file thư viện. Có nghĩa là bất cứ trình duyệt nào cũng có thể mở được. Hiểu cái này chưa đã? Ví dụ em Inut C6 vẫn mở được, Inut CC mở được, Inut C5 mở được, bởi vì nó là file EPS. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Nha, yeah, rồi. Vậy thì bản chất của việc chúng ta đã làm file là chúng ta chỉ xuất ra một là đuôi đầu tiên là Pocket, phần thứ hai là đuôi ảnh. Được chưa? Rồi, chúng ta chọn vào Ctrl Shift S tiếp theo một lần nữa nhỉ, Ctrl Shift S này. Thì các bạn có nhìn thấy đuôi đó là đuôi PDF không ạ? Nhìn PDF chưa? Bản chất của PDF chính là file cái chợ, bởi vì cái chợ thì ai cũng có thể đến được. Thì file PDF này là file mà các bạn có thể mở trên Photoshop, mở trên Inlut, mở trên InDesign, mở trên CorelDRAW thì người ta sẽ chọn cái này. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì trước khi đi về mặt in ấn hay là làm cho khách hàng xong thì tôi phải xuất khoảng 4 đến 5 đuôi. Có thể yên tâm không ạ? Chứ không dạy gì mà chỉ xuất một cái nhá. Bởi vì vừa em xuất file Inlut thì đôi lúc cái máy người ta không có Inlut sao? Xịt. Không mở được. Nhưng mà xuất là file PDF thì có phải mở được không ạ? Mở được. Photoshop có mở được PDF không?
Có, vậy thì có thể in được không? Vậy bạn yên tâm điều rằng bạn sẽ không bao giờ bị sao trong trường hợp này đâu ạ. Hiểu cái này chưa đã? Và chúng ta chốt lại câu cuối cùng đó là gì? Để muốn làm được qua được cái phần in-house này, người ta phải làm ra những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất, bạn sẽ thiết kế cho tôi 20 cái banner về 5 ngành nghề khác nhau. Standee cũng vậy và poster cũng vậy. Đấy là phần mà của bài tập. Tiếp theo, bạn sẽ phải thiết kế cho tôi 5 quyển menu và 5 quyển catalog. Tờ gấp bạn phải làm 5 đến 10 cái tờ gấp khác nhau. Nha, muốn đi làm công ty thì phải làm như vậy và hồ sơ như vậy còn chưa ăn thua. Nha, bạn làm được cái điều đấy chưa? Rồi, tiếp theo, bạn làm cho tôi một cái gọi là dàn ra một cái bộ nhận diện thương hiệu. Chúng ta có thể học hỏi ngoài kia. À, còn đầu tiên chúng ta chưa làm được logo thì chúng ta có thể là vẽ một cái logo có sẵn rồi, ok, chúng ta dàn ra. Đúng không? Để chúng ta quen. Hiểu cái này chưa? Và trong nguyên tắc khi thiết kế thì chúng ta phải thiết kế được các visit, phong bì thư, tiêu đề thư, giấy mời, thẻ đeo là phải nắm được và phải làm được. Muốn đi in ấn thì phải làm tất cả những sản phẩm liên quan đến in ấn nhiều thì bạn sẽ có cơ hội vào công ty in ấn. Ở mỗi công ty nó cũng có một sự đặc thù khác nhau. Có những công ty nó chỉ làm về catalog thôi thì bạn đến đây bạn chỉ thiết kế catalog thôi. Có những công ty người ta sẽ làm tất tật tật, cái gì cũng làm thì bạn yên tâm về hồ sơ của bạn phải có hết. Hồ sơ chúng ta dưới 100 cái coi như là không có giá trị. Em biết dưới 100 sản phẩm chưa? Trước đây em tôi học ở trường Mỹ Thuật Á Châu, sau khi tốt nghiệp ra trường xong qua đây phải cày được 70 sản phẩm để bắt đầu xin công ty đầu tiên là lương được 8 triệu luôn. Cày sản phẩm với em trong một tuần. Em phải làm được đúng từng đấy cái. Banner 20 cái, kia 20 cái, đã 60 cái rồi. Chị nói tính sơ sơ là 100 cái rồi đấy. Có 100 cái thì câu chuyện chúng ta hồ sơ nhưng cũng có sức nặng được. Chứ còn có nhiều người chỉ có 2 đến 3 cái thì vẫn đi. Nhá. Đó.